Alo, tôi Hoàng đây. Ủa, anh Kha hả? À, hiện giờ anh đang ở đâu vậy? Tôi đang đi trên đường ra Nha Trang đây. Ủa, anh đi đâu ngoài đó? Điện báo gấp là tàu đã cập bến Quy Nhơn. Tôi phải đi gấp nhận hàng nên không kịp báo cho anh biết. Ở nhà có gì nhờ anh sắp xếp giùm nha. Anh khỏi lo, cũng như mọi lần thôi. Cảm ơn nha, thôi ha. Chào anh. Kha đã đi xa rồi, phải điện liền cho Dung mới được. Alo, Dung đó hả? Kha đã đi xa rồi, anh đến với em ngay nha. Nhưng mà một lần nữa thôi nha. À, chị Tư à. Dạ. À, chị đi chợ mua giùm tôi một chút trái cây đi chị. Dạ, mua bông hả mợ? Hoàng à, em sợ lắm. Anh đừng bao giờ đến đây nữa nghe. Dung, có gì đâu phải sợ em. Anh đến đây nói chuyện với em một chút xíu thôi à. Anh rồi Hoàng... sau đó em à, rồi sau đó anh sẽ đi về. Có gì mà em quá ngại lo. Anh hứa sẽ không xúc phạm đến như em. Gặp nhau đây là lần sau cùng. Rồi anh sẽ ra đi, chắc là chính việc. Vì anh không chấp nhận cuộc đời quá nghiệt. Anh Hoàng à, anh định sẽ đi đâu mà nói câu nghe đi, để quên đi đời và để quên tất cả, để không ám ảnh trong lòng những buồn đau dài dứt. Thà sống cô đơn mà con tim không bị rạn nứt. Anh biết mình là áng mây đen làm đục bầu trời hạnh phúc của Dung. Ừ, Dung à, mình lên phòng nói chuyện cho kín đáo hơn nghe Dung. Thôi anh à, ở đây nói chuyện được rồi. Dung, chiều anh lần cuối đi em. Nhưng mà em... Chỉ nói chuyện thôi mà. Anh Hoàng à, em... Không sao đâu, xong rồi cái anh về liền à. Em cũng có hứa với anh cho anh một lần cuối mà phải không? Đi em. Dung ơi, anh yêu em vô cùng. Em có biết không, nhiều đêm anh không ngủ được, anh thao thức, anh nhớ tới em. Anh Quang, anh là người tuyệt vời nhất. Mộng Dung, anh Kha, anh Kha ơi, em có tội với anh giết em đi. Cô Giang Giang, cô đừng có thách tôi, tưởng tôi không dám giết cô sao? Tôi nghĩ đến con tuổi tôi không dạy đi tù, chuyện ngu ngốc như vậy một con đàn bà như cô không đáng cho tôi hy sinh. Anh Kha, thật tình em quá ngu dại, tâm tính này lạc lòng. Cô câm đi, giờ phút này cô giam tốt ra câu trợ trẻn đó sao? Kha ơi, em xin gian lại, Kha hãy thứ tha cho sự nhục nhã của em. Cô lấy nó vì tiền hay vì tình yêu? Nè, cô phải trả lời thành thật với tôi. Xin anh chớ vội để cho em thú tội. Hãy nói mau đi, cô vì tiền bạc hay là cô vì dục vọng? Nói. Anh Kha, anh hãy tha tội cho em. Chỉ vì, chỉ vì một phút yếu lòng không kiềm chế được bản thân mà em đã rơi vào hố sâu tội lỗi. Được rồi.
yếu lòng. Từ đây cô sẽ được toại nguyện. Hoàng, mày hãy đi cho khuất mắt của tao. Các người đi đi. Đi đi mà tự do. Mày là một thằng bạn thân nhất của tao, nên tao mới đưa mày về cân nhắc địa vị vững chắc. Bây giờ mày nở. Trời ơi. Đi đi. Đi đi. Sao cô lại quỳ trước cửa phòng tôi vậy? Em đã quỳ sát biết nay để cầu mong anh tha tội cho em. Vậy à? Nếu đêm nay cô không có ngủ thì bây giờ cô ngủ đi. Tôi phải đi làm việc liền ngay bây giờ. Anh Kha, anh Kha. Chị Tư, tôi muốn gặp Dung. Cậu Hoàng, cậu đến đây làm cái gì nữa? Cậu có biết cả tháng nay cậu Kha với mợ Dung cắn đắng nhau vì cậu không? Chị Tư à, tôi đến đây hôm nay là để tìm Dung và có chuyện muốn nói cùng Dung. Chị cho tôi gặp Dung đi chị Tư. Cậu Hoàng à, theo tôi thiết nghĩ cậu nên trở về để cho yên ổn êm ấp mọi bề, rồi có một thời gian tình cảm mới an, mới nối lại tình nhau. Ở đây tôi xin chị vui lòng cho gặp, một lần này thôi tôi rất cảm ơn. Nếu lương tâm cậu có thì tự nãy giờ cô tôi không tiếp, cậu khỏi phải chờ. Nhưng mà chị ơi, tôi muốn gặp Dung một lần này thôi, tôi xin nói thiệt rồi ra đi biển biệt. Thì bây giờ cậu cứ đi đi chứ gặp gỡ làm chi. Thí dụ cậu đi á, tôi gặp mợ tôi á, tôi nói là cậu đi rồi, đơn giản vậy thôi. Dung ơi, Dung ơi, Dung, Dung ơi. Trời ơi, sao cậu la lớn dữ vậy? Anh Hoàng, anh nên về đi, anh Kha về tới bây giờ đó. Dung, Kha đi Hồng Kông 2 tuần mới về, em đừng có sợ mà. Anh Hoàng, dù Kha có đi 1 năm tôi cũng không tiếp anh đâu. Anh muốn đi kiện với Dung mà. Dung, anh mời phòng khách đi, tôi sẽ tiếp anh. Em sợ gì mà em không dám tiếp? Anh nghĩ là em không quên anh đâu, vì tình cảm đã thấm sâu. Nếu anh là con người biết tự trọng, anh không nên phá vỡ hạnh phúc của tôi. Một phút đam mê tôi đã hối hận, vì tiếng ngọt ngon mà tôi đã sa ngã. Yêu anh bằng dục vọng chứ không phải bằng tình. Anh cũng biết vì anh mà em mang khổ vào mình. Nhưng em ơi, anh không thể thiếu bóng hình. Dung ơi, có lẽ anh sẽ chết vì em. Em hy vọng rồi đây Kha sẽ tha thứ tội tình. Em đã quỳ và tự phạt thân mình, đề nghị bây giờ anh phải về ngay. Không, Dung à, em hãy đi với anh ngay bây giờ đi. Bởi vì em có ở đây, Kha cũng không còn tình cảm gì với em đâu. Đi với anh nghe Dung. Không, không, em không thể đi với anh được. À, hay là em muốn ở lại đây để chờ ly dị chia tài sản phải không? Anh im đi, anh đừng có nói nữa. Tôi không hèn hạ như vậy đâu. Dung, giờ phút này anh không thể nào thiếu em được. Anh Quang, anh làm gì kỳ vậy? Anh đóng cửa phòng lại nghe em. Không, không được, anh Kha sẽ gì đến. Anh đi đi. Anh không thể thiếu em, anh không thể thiếu em mà. Anh đi đi mà, tôi gian anh đi đi mà. Quá lắm rồi, thằng tôi. Quang, mày phải chết. Kha, cậu Kha, cậu Kha ơi, tôi là cậu mà. Cậu đừng giết người, cậu Kha ơi. Cậu Hoàng, mở Kha chạy đi. Đi đi, nếu không chém nát ốc bây giờ. Cậu
con đàn bà khốn nạn. Đi đi, cuốn quần áo theo nó đi, theo cái thằng phản bạn này nè. Đi đi. Ông Kha, ông Kha, ông Kha ơi, tôi lại cậu mà cậu nghe tôi nói nè. Họ chưa có làm gì hết, họ mới mới có ồn ào với nhau vừa phải không? Chị chưa chấp hả? Trời đất ơi, Ngô Phật, cậu đừng nói vậy. Tội nghiệp tôi cậu ơi. Trời chưa ơi. Chấp nè. Trời ơi cậu ơi. Minh Vực nè. Cậu ơi, tôi lại cậu mà. Trời ơi, phải chi tuyên bài sáng nay không trục trặc thì mình đã đi xa rồi. Mình sẽ khỏi phải chứng kiến cảnh họ âu yếm bên nhau, cho lòng mình bớt khổ đau. Mộng Dung ơi, em là con đàn bà vô tâm, tàn nhẫn và xé tim tôi. Cậu Kha ơi, xin cậu bình tâm lại, khi người đàn bà nhé giá nôn lòng mà có kẻ dùng lời lẽ ngọt ngào, thì làm sao không mềm lòng trước kẻ thiết tha? Họ muốn lợi dụng việc trăng qua. Chị Tư ơi, tôi xem chị như chị ruột trong nhà, chị hãy thẳng thắn và thật thà. Chị thấy có người đàn ông nào thương vợ và chiều chuộng hơn tôi không? Thôi cậu, cậu bỏ qua hết đi cậu. Tôi biết cái gì cậu cũng chiều, nhưng có cái cậu chưa chiều đúng mức nên mở mới lạc lòng như vậy đó thôi. Nhưng tôi đã đuổi Mộng Dung đi rồi, và chén nước đã đổ khó hốt lại cho đầy. Chị Tư, chị Tư đi nghỉ đi. Cậu, cậu định đi đâu bây giờ vậy? Tôi đi uống rượu để cho quên chị Tư à. Trời đất, hồi nào tới giờ cậu đâu có biết uống rượu mà bây giờ cậu lại uống. Không uống rượu tôi không quên được. Chị dỗ cho bé Thanh Thảo ngủ chưa? Dạ rồi. Tôi phải đi uống rượu chị Tư à. Tôi phải đi thôi. Trời ơi, tan nát hết rồi. Ba, ba mới về hả ba? Ba mới về. Nè, bánh của con nè, đồ chơi của con nữa nè, cho con hết á, cầm đi con. Mẹ của con rồi ba. Mẹ về chưa ba? Mẹ con... Mẹ chưa về sao ba? Bộ mẹ con không có ở nhà sao? Dạ không. Vậy chứ mẹ con đi đâu? Thảo cũng không biết nữa. Vì Tư nói mẹ đi với ba mà. Thôi, chút nữa mẹ con về. Còn đồ chơi này á, con lên lầu chơi đi con. Dạ. Cậu Kha, cậu mới về đó hả cậu? Cậu đi Hồng Kông có vui không cậu? Cũng bình thường thôi chị à. Chị Tư à, cô ta không về sao chị Tư? Dạ có chứ. Cậu đi vài ngày á thì mở có về thăm cô, rồi cũng có đôi lời gửi gắm cho tôi, bảo tôi đang săn sóc bé Thảo dùng cho mở ta. Những câu gửi này mở nói cho có vậy thôi, rồi mở vào phòng tôm góp đồ đạc rồi mở đi, mở khóc ràng rùa rồi có nhắn lại với tôi rằng mở đi một thời gian cho cậu nguôi ngoai trong mơ lòng, khi nào cậu tỏ lòng mà dung thứ cho mở khăn, mở sẽ trở về lại lục xin cậu.
Chắc là đi với thằng bạn tốt đó rồi chứ gì. Cậu mới đi xa về mệt. Tôi cũng bậy quá khi không lại nhắc cái chuyện buồn chứ. Bơi cái nơi kè đầu này kè đâu có được. À rất là bà vui cho mẹ rồi. Mẹ ơi con cho mẹ cái nơi kè đầu này nè. Bé Thảo, mẹ con đâu có ở trong đâu. Mẹ con về bên ngoại rồi. Mai mẹ con mới về. Thôi dì Tư nó kẹt con không có tên đâu. Nè bé Thảo nghe lời dì Tư nghe, đừng nhắc mẹ nữa. Sao vậy dì Tư? Tại mẹ đi lâu lắm mẹ mới về. Mẹ đi đâu mà lâu dữ vậy dì Tư? Phải rồi, mẹ con đi học mai. Mẹ con đi học mai để về mai rồi mới cho con hả dì Tư? Hay quá, bé Thảo giỏi quá. Sướng quá. Vì con chờ mẹ về mai đồ mới ra con. Bé Thảo con, vô dì Tư tắm rửa rồi ba lấy Honda chở con đi chơi nha. Sướng quá, lâu quá ba mới chọn đi chơi. Ừ. Ba vô con uống sữa đậu nành nha. Được rồi, vô tắm đi rồi ba chở con đi uống sữa đậu nành. Nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà, thấy nó xa cơ thất thế mình giúp đỡ, bây giờ nó lấy vợ của mình, thiệt đúng là cái thằng tồi mà. Ba ăn cắm đây rồi rồi nè ba. Giỏi, Thảo của ba giỏi lắm. Con cưng của ba, đi nghe con. Dạ. Chị Tư ơi, có chuyện dòm nhà nghe chị Tư. Yêu của em. À Hiền, em đi đâu đó? Hôm nay không đến vũ trường sao? Thôi đi, anh Kha đừng có nhắc cái chuyện nhàm chán ấy nữa. Nó làm em bắt rùng mình đi nè. Sao vậy? Trò đời thì giả dối. Đôi khi mình muốn sống thật với con tim mình cũng không được. Ủa, con có ai vậy anh Kha? Con anh hả? À. Vậy hả? Qua đây với cô nè con. Trời ơi, qua đây cô nựng chút coi. Cô này là ai vậy ba? Bạn của ba con. Con tên gì? Con tên Thanh Thảo. Tên hay quá hả anh Kha. Nè, con mấy tuổi? Thưa con 3 tuổi. Sao ba con không chở má con đi? Nè, cô biết rồi. Ba con tính đi một mình cho dễ quậy phải không? Quậy là gì vậy ba? Hiền, đừng có nói tiếng đó. Cháu nó không có biết đâu. Nè, má con sao không đi với con? Má con đi học mai rồi, lâu lắm mới về. Má con về mai đồ mới cho con. Anh Kha, trời ơi, anh giàu bạc tỷ như vậy mà cho vợ đi học mai sao? Ai bảo em như thế? Khéo mà tin lời con nít à. Anh nè con, vậy chứ ai bảo mẹ con đi học mai? Dì Tư nói. Anh Kha, em hỏi thiệt anh nghe, vợ anh biết chuyện chúng mình không? Thôi hỏi làm gì em ơi, chuyện gia đình của anh buồn lắm. Vì vậy mà anh đến với em phải không? Anh kể cho em nghe đi. Không được đâu Thu Hiền, em nên nhớ là con đang ngồi một bên sau. Nó thông minh nhạy bén lắm đó. Thôi không kể cũng được. Bây giờ anh đưa em với con đi chơi nghe. Vòng vòng ngoài trời thôi hả? Ngồi bên vỉa hè cũng được. Em thèm hạnh phúc như thế này, bình lặng bên anh và bên con thì thôi còn gì sung sướng cho bằng. Em thề sống chết bên anh mãi mãi, được anh yêu rồi em thoải mái bên con. Tuy rằng tuổi của nó vẫn còn non, nhưng em sẽ lo lắng cho con nó vui lòng. Nè con à, đi với dì Hiền nghe con. Dạ. Yeah.
em. Anh Kha, em biết anh không có thất hứa, nên hôm nay em không có đi đâu hết. Em nghỉ ở nhà để đón anh nè. Em không đi làm, không sợ mất sở sao? Sợ chứ. Nhưng cách 2 tuần lễ nay nghe anh nói anh đi Hồng Kông, hôm nay mới về, em phải ở nhà đón anh chứ. Dù có nghỉ một đêm cũng không có gì trắc trở, thiếu gì người thay thế đỡ. Thu Huyền à, anh hỏi thật nha, em có thích cái nghề đó không? Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần, lúc chưa gặp anh thì phải khác rồi, bây giờ thương anh cuộc đời phải khác hơn. Nói thiệt với anh nha, em đây rất ghê sợ, người đàn ông khác họ gia chạm vào em. Nhiều người giàu sang muốn cưới em mà em không thèm, chắc tại duyên phận em phải yêu anh. Thu Huyền nè, anh khuyên em nên bỏ nghề này, vì sinh kế phải làm thôi. Bộ anh nói em không biết khổ tâm khi làm nghề này sao? Có ai xem trọng vũ nữ bao giờ đâu. Đời vũ nữ có đi sát đi sâu mới thấu hiểu, ra đường thì họ dòm ngó khinh khi chế diều, còn vô sàn nhảy thì khách tìm vui họ sai biểu. Dòng những trăm chiều lẻ bóng, sông kiếp dạt lưng trời ôm cuộc sống cô đơn. Dạt ăn sương em cũng không cãi gì hơn, nếu có kẻ cảm thương họ sẽ ban ơn chút đình. Về nhà đóng cửa rồi cũng kiếp phòng không cửa kính, biết than thở gì đây khi mang tiếng gái giang hồ. Có những đêm khách mời đi nơi khác, họ sẽ cho tiền cho bạc để hành lạc một đêm thôi. Em từ chối sẽ bị họ nạt nổ lôi thôi, nhưng thà bị mắng chửi chứ không để tội một kiếp qua. Em đừng nói vậy. Có nhiều loại người tuy sống nghề nghiệp thấp kém, nhưng tâm hồn họ rất cao quý em mà. Em không dám cho mình như vậy đâu. Anh vừa khám phá, em có những ước muốn thật cao quý. Em như đóa hoa trong bùn, anh cảm thấy thích em. Chỉ thích thôi sao? Thích là thương đó, chứ không phải yêu hả? Em đừng hỏi khó anh mà, anh nói vậy em đủ hiểu rồi. Bây giờ anh hỏi thiệt nha, em có bằng lòng về sống chung với anh không? Anh Kha, anh hứa nói chuyện tình cảm của anh cho em nghe. Anh chưa có nói gì hết, làm sao em dám nhận lời vì sống chung với anh? Như thế này nè Thu Huyền, anh có một người bạn học chung trường hồi xưa, người bạn rất thân, mới gặp lại anh ta rất nghèo, anh thấy tội nghiệp liền ném anh ta tạo cho một việc làm ăn. Hoàn cảnh khó khăn anh giúp nghe đỡ, mọi điều nhờ gần gũi với anh nhiều, nên nó cưỡng vợ anh. Lần đầu tiên bắt được vợ anh, nó ngoại tình anh bóp nát tim mình để tha thứ cho vợ anh. Tưởng đầu hối cải ăn năn, không ngờ vẫn tiếp tục ngoại tình. Chắc có lẽ giờ này đã đi xa với thằng bạn kia. Hồi mới gặp em, anh gặp vào lúc nào? Gặp em vào lúc mà vợ anh phản bội lần thứ nhất. Rồi vậy là lúc đó anh tìm em để lãng quên, anh bỏ tiền mua vui chứ đâu phải là tình yêu.
Dù em có một quá khứ không được nguyên vẹn, nhưng tấm lòng em vẫn hướng về cái tốt, cái đẹp và cái thiện. Nhưng mà nãy giờ em nghe anh nói nào là thích, nào là quý không à. Nhưng em chưa nghe anh nói anh yêu em. Bước đầu mình chỉ sống với nhau âm thầm thôi, vì anh và Mộng Dung chưa có ly dị. Thôi được, em yêu anh, em đồng ý tất cả. Bắt đầu từ hôm nay em thôi việc đi. Chi vậy anh? Tối nay em sắp xếp trả phòng trọ cho chủ. Anh đem xe đến chở đồ đạc em ha. Dạ, anh Kha. Bé Thảo con. Dạ. Từ nay cô Thu Huyền ở chung với cha con mình, con chịu không? Quang hô ba, quang hô cô Thu Huyền. Cô Thu Huyền dẫn con đi chơi. Cô dạy con ca nha. Ừ, cô sẽ dạy con karaoke nha. Dạ. Từ nay trở đi á, con gọi cô Huyền là mẹ nha. Cái gì kỳ vậy ba? Con không chịu gọi cô Thu Huyền bằng mẹ đâu. Ủa sao vậy con? Mẹ Dung đi học mai rồi, ít bữa mẹ Dung về. Nè, con nói vậy, con sợ cô Huyền buồn con sao? Con chỉ sợ mẹ Dung buồn thôi. Mẹ Dung về con mép mẹ Dung cho coi. À thôi, nín đi con. Thôi được rồi mà, con cứ gọi cô là cô giáo, chứ cô Huyền không có bắt buộc con đâu. Cô Thu Huyền nói thiệt nha. Ừ, thiệt chứ. Con buồn ngủ rồi hả? Dì Tư ẩm con đi ngủ đi, con buồn ngủ quá à. Ờ, để dì bồng con vô trong ngủ. Ba ơi, bữa tối nay ba ngủ cô Huyền hả ba? Thôi, con đi ngủ đi con. Trời đất ơi, con nít gì mà ranh mảnh quá à. Em đừng có buồn, con nít thì đứa nào tinh thần nó cũng trong sáng và thành thật lắm. Thôi ngủ đi nha con. Để dì Tư hát cho con ngủ nghe. Ô, mẹ gà con vịt chắc chiêu, mấy đời mẹ ghẻ ở, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Dầu tình bầu muốn thôi, bầu giao tiếng dữ, bầu giao tiếng dữ cho rồi bầu ra. Ngủ nè con. Đó, anh nghe con mẹ Tư này nó vừa hát không? Cái con mẹ Tư này nó chửi em đó. Thôi, ở nhà bực bội quá à, anh cho em mượn xe đi một vòng cho nhẹ bớt tinh thần đi, chứ ở đây em chịu không có nổi đâu. Thôi được rồi, anh chờ em về dùng cơm nha. Nè, chìa khóa nè. Em đi à. Cậu Kha, cậu định lấy vợ khác thật sao cậu? Cậu nỡ lòng nào cắt đứt với Mở Dung sao? Chị bảo tôi phải chờ đợi gì nữa? Chờ đợi đến khi nào Mộng Dung chết mới được lấy vợ khác hay sao? Không phải, không phải tôi nói cái ý như vậy đâu. Mà tôi nghĩ có ngày nào đó cậu sẽ thứ tha cho Mở, vợ chồng sum họp với nhau để con có mẹ, gia đình được yên vui. Mẹ Thảo rất thích Thu Huyền, và ngược lại Huyền cũng thương bé Thảo nhiều. Tôi muốn tìm cho con tôi một người mẹ, chứ không phải kiếm cho mình một người vợ riêng tôi. Dạ tôi không dám xem vào chuyện của cậu Mở, tại tôi thấy gia đình tan vỡ tôi cũng xót xa. Chị Tư à, tôi cũng buồn lắm, nhưng có cái buồn nào bằng hoàn cảnh của tôi mà chị đã hiểu rành hơn ai hết. Với Thu Huyền chẳng qua để an ủi lúc cô đơn thôi, chứ làm sao tôi quên Mộng Dung được. Nhưng mà cậu nào biết, khi cậu vắng nhà, cô ta hay xéo sắc với bé Thảo lắm.
mỗi lần cô ta la rầy như vậy. Tôi liền bỏ bếp chạy lên, mà hễ cô thấy tôi là cô ngưng lại. Cô ta sợ tôi mét với cậu. Có lẽ cô ta quen đường cũ nên ngày nào cũng đi suốt. Nói ra thì sợ cậu thêm buồn, chứ bữa tôi đi chợ đó, tôi thấy cô ta đi chung với một cái đám người gì mà mặt mày thấy ghê lắm cậu ơi. Bận áo thì hở rúng, còn quần thì trời ơi, nó trên khỏi cái đầu gối á. Tôi... Thôi, được rồi, để tôi xem lại. Ý trời ơi, bé Thảo, sao con chơi gì kỳ vậy? Tại sao con dám lấy nhang mà chích vô áo cô Hiền như vậy? Tại con ghét cô Hiền. Tại sao vậy? Tại cô Hiền mà mẹ không có về. Ai nói với con như vậy? Tụi bạn của con. Tụi nó nói cô Hiền về đây để ngủ với ba. Mẹ con giận mẹ con mới bỏ đây. Ý, đừng. Con đừng có nghe mà nói như vậy nghe con. Ba con mà nghe được là ổng đánh chết à. Ấy trời đất ơi, thôi chết rồi. Cái con nhỏ này chứ không ai hết á. Bé Thảo đâu, biểu coi. Dạ. Mày đốt áo tao phải không? Trời ơi, đúng rồi. Đây thêm cái nữa nè. Phải mày không? Chứ ai? Chớ ai hả? Chớ ai hả? Ý, dạ. Ý, cô quất dạy nè. Cô làm gì vậy? Đánh chứ làm gì? Tại sao cô dám đánh nó? Tại sao vậy? Từ nào tới giờ nhà này chưa ai dám đánh bé Thảo nghe. Sao cô ác dữ vậy? Tôi mét với cậu cho coi nha. Mét hả? Mét đi. Giỏi thì mét đi. Chủ tớ các người một bụng mà, âm mưu với nhau làm nhục con này mà. Bộ các người nói con này cần các người lắm hay sao? Mà tính con sắp bài làm nhục. Nè, tôi không có sợ gì đâu. Tôi đánh nó cho các người xem. Không mà ngang. Cô không được làm ngang vì tôi là người chịu trách nhiệm. Săn sóc cho bé Thảo ở đây không ai đánh nó trước mặt tôi. Không dám nữa hả? Trời ơi, cái thứ ở đỡ cũng làm trời. Sao mặt binh con người ta? Dạ phải. Nhờ ở đỡ lâu đời nên rất có lương tâm. Chứ không như người ta mới vào nhà hai cái chân rửa chưa sạch. Muốn làm bà người ta cái thứ đó mới xấu xa. Chị nói ai xấu xa? Tôi đánh nó nè, tôi đánh nó nữa nè, để coi chị làm cái gì tôi. Kìa Thu Hiền, gì đó? Anh vào đây xem nè. Cái con quỷ nhỏ này nè, nó ghét tôi. Hay là tại con mụ kia nó suối, nó đốt áo tôi nè. Trời ơi, nó làm nhục tôi nè. Không mà, tôi không có suối à nghe. Ai nói bậy coi chừng bị thụt lưỡi đó nghe. Thôi đi, trái áo này còn áo khác có quan trọng cái gì đâu. Trời ơi, không phải tôi quan trọng mấy cái áo, mà tôi quan trọng việc mất dạy của con anh đó. Nè, tôi xử sao cho ra lẽ. Bằng không hả, tôi không có chịu đâu. Em như vậy mà đi ăn thua với đứa con nít, không sợ người trong nhà cười sao? Ai dám cười tôi? Ê, cái con quỷ nhỏ này nó cười hả? Cười cái gì? Má mày lấy trai mà mày lại nghe mấy cái đứa hàng xóm rồi đổ thừa cho tao hả? Tôi giả cho mày biết tai tao nè. Tôi cảnh cáo cô, lần đầu tiên cô đánh con tôi, nếu còn tái phạm đừng có trách tôi à. Anh khỏi thách tôi, tôi đi ngay bây giờ nè. Mặt xác cô. Đêm mưa gió ta tới, buồn theo gót chân nghe buồn giá rời.
duyên đâu để nhắc nhớ một người. Ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình thôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn thanh, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây. Giọt mưa như nước mắt đầy. Cậu Kha, để tôi hỏi thăm bác sĩ nào hay, tôi rước lại đặng trị mắt cho cậu nha. Để lâu về không tốt đâu cậu. Không hy vọng gì đâu chị Tư. Ngày giờ này mà chị đối với tôi như vậy, làm sao tôi quên được. Cậu đã bị tai nạn đến mù đôi mắt, mà còn buồn nữa làm sao thuyên giảm đây cậu. Số phận rồi chị Tư ơi. Từ một công ty tụt xuống còn tổ hợp, cũng như từ villa hạ xuống còn căn nhà nhỏ, rồi căn nhà nhỏ rớt xuống còn căn nhà tôn. Mai mốt gỡ tôn bán chắc còn nhà lá quá. Đó là số phận đó chị Tư. Bây giờ là một mái tôn, một đứa con dại, một cặp mắt mù lòa, với cuộc đời tàn phế. Tại cậu quá buồn về cô Dung, rồi gặp bà Hiền, bà này bà phá sản, cho nên cậu mới đâm ra mượn thú vui để quên buồn. Cậu ơi, ngồi không ăn riết á, sông cũng cạn mà núi cũng mòn nữa, chứ đừng nói chi tới tài sản nhà cửa. Chị Tư ơi, chị lấy giúp giùm tôi cây đờn đi chị Tư. Đây nè cậu, cậu ngồi đây nghe, tôi xuống bếp nấu cơm mà. Đêm mưa gió ta tới, buồn theo gót chân nghe buồn giá rời. Dương đâu đây nhắc nhớ một người, ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình thôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn thanh, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây. Giọt mưa như nước mắt đầy. Trong một chuyện này nghe, nhà mình á mới mướn được người giúp việc đó ông à. Dạ chào ông chủ. Chào cô em. Vậy là tôi hết lo lắng khi đi xa rồi.
bởi vì đã có cô giúp đỡ cho vợ tôi ở nhà. Dạ, dạ cảm ơn ông. À nè nè, cô tên gì vậy? Dạ, tôi tên Thu Loan. Thu Loan, tên đẹp chứ, mà người cũng đẹp nữa. À, cô có gia đình chưa? À, dạ, dạ có. Có, vậy là càng tốt. Cô Thu Loan ơi, cô vào trong dọn cơm, rồi cô dùng cơm với vợ chồng tôi luôn cho vui nghe. Dạ, dạ cảm ơn ông bà, để tôi ăn cơm ở dưới bếp cũng được rồi. Mình à, xem cô ta cũng còn trẻ quá hả mình? Anh độ khoảng 24, 25 gì đó à? Phải rồi, cô ấy vừa mới 26 tuổi. Nhưng xem còn trẻ quá nhiều. Mình à, cô ấy là của một nhà giàu sang, vì theo người yêu nên bị cha mẹ đã từng. Tội nghiệp không? Nhưng anh chồng vừa ghen tương vừa keo kiệt. Cô ấy trốn đến đây để xin việc làm. Mình thấy đó công việc thì rất bồn bề, vì kẻ không người nên em đã nhận cô ta. Còn tiền lương thì bao nhiêu cũng được, miễn sao cô ta yên ổn nơi này. Thôi kệ, ngoài số lương lấy cổ làm việc hàng ngày siêng năng giỏi giang, mình sẽ tặng thưởng thêm. Nhưng tôi thấy vợ chồng như vậy làm sao chung sống, thì làm sao có hạnh phúc lâu bền. Em tính sắm sửa quần áo cho cô ta. Được lắm chứ, mình giúp đỡ anh rất hài lòng. Có khi người ta đang túng ngặt, mình giúp như vậy mình mới được phước trọng. Để vài bữa em sạc cho tiền cô ta sắm sửa quần áo đẹp lành, nhà mình cũng được tiếng thơm lây. Thôi, chuyện đàn bà với nhau em lo nhé. Anh vào trong nghiên cứu lại bản đồ xây dựng. Con dẹp giùm chị đi nghe. Chị bé con nhỏ qua nhà má chị chơi một chút. Ông có hỏi thì em nói giùm chị nghe. À quên nữa, em làm ơn giặt giùm chị mới đồ trong thau đó nghe. Thôi chị đi nghe. Dạ. Loan à, dạ. Giặt quần áo mệt không Loan? Dạ. Dạ thưa ông chủ, cũng không mệt gì lắm. Thôi, em nghỉ đi. Lên trên nhà anh nhờ chút việc. Dạ, dạ thưa ông, dạ có chuyện gì vậy ông? Lên đây, anh nhờ chút việc nè. Dạ. Loan! Dạ thưa ông, anh, dạ. Anh yêu em mà. Ông ơi. Hồi nãy anh đã để ý em rồi. Em mừng anh đi, anh sẽ bảo bọc, anh sẽ lo lắng cho em. Em muốn bao nhiêu tiền anh cho em. Lại đây với anh, lại đây với anh đi. Ông chủ. Chú Loan. Đừng làm gì mà. Chịu anh chút đi. Chịu anh chút đi. Anh sẽ cho nhiều tiền. Buông ra. Cho nhiều tiền. Không buông tôi ra. Tôi la lên bây giờ đó. Buông ra. Không có ai nghe đâu. Bà đi chơi rồi. Lại đây với anh. Muốn bao nhiêu anh cho. Anh có nhiều tiền lắm. Lại đây với anh. Lại đây. Lại đây. Bà về, bà về. Đứa nào đứng ngoài rào đó bay? Má. Trời ơi, hình như con Dung đi mà. Sĩ ơi, Sĩ, ra đây nhanh lên. Hình như là con Dung em mày nó về đây nè. Trời ơi, Mộng Dung, sao em không chịu vào nhà? Má, má mở cửa cho Mộng Dung vào má. Bị con đang lỡ tay nè. Trời ơi, bị mừng quýnh quá nên má quên để nó ngoài rào. Thôi được, để con. Ba con đã chết rồi.
Trời ơi, ba, ba con chết cách nay nửa năm. Sau cái ngày mà con bỏ đi, rồi kế tiếp chồng con bị tai nạn, đôi mắt đã mù đuôi, nạn tai dồn dập thật xui. Bán sở bán nhà nối dắt con đi biển biệt, ba con ngày đêm cứ mãi buồn rầu, xin nghỉ việc khoảng ba tháng trời. Thì bệnh tình ông bỗng phát xa, cả nhà hết mức chạy lo, những cơn bệnh nặng cộng thêm tuổi già nên ông mới lìa đời. Trời ơi, con có chết đi cũng chưa vừa bụng, ba chết cũng tại nơi con. Mà... Thôi Mộng Dung à, em đừng có khóc nữa. Anh nghĩ đó cũng là số phần mà trời đã dành cho ba. Anh ơi, còn việc của em chỉ là một phần trong cái chết của ba mà thôi. Chứ ba bệnh ung thư gan mà em. Ba, ba ơi, con xin ba tha tội bất hiếu cho con. Mộng Dung con, sao con tàn tạ quá vậy? Con theo cái thằng chết bầm nó phải không? Sao mà con dại dột quá vậy con? Má, chồng con, con của con bây giờ ở đâu vậy má? Hỏi anh hai mày á, má cũng không biết nó ở đâu nữa. Nó đổi chỗ ở hai ba lần, cứ vài bữa ân sĩ tới rước bé Thanh Thảo về chơi với má, rồi đưa bé Thanh Thảo về. Nghe nói nó ở xóm lao động nghèo, mua cái nhà nhỏ, tội nghiệp. Má biểu nó dọn về đây ở chung, nó không có chịu. Anh chị con biểu nó về Thủ Đức ở, nó cũng không chịu. Hình như là con Tư còn ở lại đặng phụ giúp cha con nó đó. Trời ơi, anh thì mù lòa, bé Thanh Thảo thì đi học, số tiền đâu mà chạy lo hả má? Mỗi bữa ông Tư nó bán xôi nó nuôi. Hễ bé Thanh Thảo nó đi học là con Tư dẫn nó đi, sẵn đó nó bán xôi trước cửa trường học luôn. Anh hai, anh hai cho em ở đây một thời gian, rồi từ từ em tìm việc làm. Anh hai à, em đi, làm sao cho em gặp anh Kha với bé Thảo được không anh hai? Anh hai. Dung à, em đừng gặp Kha vội vàng như vậy. Anh sợ Kha nó còn hận em, rồi nó sẽ từ chối em. Để từ từ có cơ hội rồi tính. Nghe lời anh đi Dung. Thôi, xách giỏ ra sao rửa mặt cho khỏe đi em. Dạ. Mỡ đã đi rồi, cậu Kha mới rước Thu Hiền về phá hoại cho gia đình tan nát. Vì buồn, vì hiểu lầm mà cậu Kha đã tâm phần lầm la. Đi rước một cô gái làng chơi về làm vợ trong
hơn nữa đây là một cô gái không thật thà chân chính. Cậu lầm rước về nhà làm cho tài sản phải tiêu tan. Nó đánh con mình trước mặt mà không dám thở than. Trời ơi, nó xúc phạm tới danh dự quá lâu lắm mà cậu nhầm lắm không nói. Cho đến khi cậu Kha dằn lòng không nổi, cậu vẫn đuổi nó đi thì tài sản cũng không còn. Chị Tư à, lỗi của vô tôi tất cả mà. Mợ à, chuyện gì cũng lỡ hết rồi. Nhà không còn, tài sản cũng không. Bây giờ thêm mù đôi mắt nữa. Chị Tư à, không còn cách nào để cho anh Kha sớm mất số chị. Còn cho mợ, hồi lúc mới bán nhà thì cậu Kha vẫn còn bạc còn tiền. Nhưng bác sĩ bảo rằng đôi mắt cậu không hy vọng gì sáng nữa, cho nên cậu rất đau lòng rồi xài lặt vặt tiêu tan. Một hôm gặp ông bác sĩ nhãn khoa, ông nói chỉ cần lột cái lớp bay ra là cậu Kha sẽ sáng mắt. Mợ ơi, lúc này đâu còn tiền gì gấp hồi túng ngắt. Làm sao có tiền đấy mà mổ mắt cho cậu Kha. Mợ thấy đó, cho đến nỗi tôi phải bán từ thúng xôi để chải gạo và lo cho bé Thảo được ăn học với người ta. Mợ nghĩ coi, hoàn cảnh như vậy rất xót xa, tiền đâu dư giả để lo cho cậu Kha được mạnh lành. Chị Tư à, rồi người ta bảo chi phí hết bao nhiêu vậy chị? Mợ ơi, nhiều lắm, tới 15 triệu lận. Tiền ở đâu mà ra đây chứ? Chị Tư à, tôi sẽ cố gắng. Hiện tại tôi đã có việc làm, tôi sẽ dành dụm để chữa cho anh Kha sáng mắt. Có như vậy tôi mới chuộc lại phần nào tội lỗi của tôi. Mợ ơi, tôi nói cái này mợ đừng nói tôi nhiều chuyện nha, chứ tôi thấy hình như là cậu còn thương mợ lắm. Nhưng mợ ơi, cậu Kha ông tự ái dữ lắm, tôi chắc chắn là ông không nhận tiền của mợ đâu. Chị Tư à, thì chị đừng nói là của tôi, chị nói là của người nào đó, bạn bè giúp đỡ chị cũng được mà. Mợ nói vậy chứ. Chị Tư à, tôi nhớ bé Thảo lắm. Chị dẫn tôi đi gặp bé Thảo một lần đi chị. Trước sau gì thì mợ cũng gặp con. Chừng đó bé Thảo nó sẽ nói lại với cậu Kha thì sao? Mợ à, nếu mợ mà thật thương cậu á, thì mợ nó nặng nhẫn một thời gian cho tiêu tan chuyện cũ. Chừng đó chắc cậu Kha cũng không nỡ. Chị à, bây giờ tôi muốn âm thầm gặp con tôi. Nhưng đừng cho nó thấy mặt mợ bao giờ. Tôi sẽ ẩn mặt ở góc trường kia, miễn là tôi được thấy mặt bé Thảo thôi. À, bây giờ cũng sắp tới giờ tan học, mợ hãy theo tôi là sẽ gặp ngay. Để tôi mua cho con tôi chút đỉnh quàng. Thôi mợ ơi, đã không tiền mua làm chi nữa. Mua vài bông bông cho nó chơi đỡ buồn, miễn nhìn mặt con thấy nó được vui. Thôi được rồi, mợ theo tôi đi. Đi, đi lẹ đi chị. Dung à, con đi làm gì mà cả mấy tháng nay con được nghỉ vậy? Người ta làm trưa hoặc chiều cũng về nhà, còn con sao làm suốt ngày đêm vậy? Rồi bệnh hoạn làm sao con? Má, tội lỗi của con quá nhiều. Con phải làm ngày làm đêm mới có thể đủ tiền lo cho anh Kha được. Má thương con, má cho con ăn uống trong nhà là con mang ơn má rồi. Sao con lại nói vậy? Con Dượng nó bị bắn chết, hai tay nó vẫn ôm chặt lấy con. Mùa đông tuyết lạnh, con chim nó không thể bay ra ngoài để tìm mồi về nuôi con. Nó phải căng thịt mình cho con nó ăn để sống. Huống chi mình là con người thì tình mẫu tử nào lại không biết thương.
phải lo nhiều. Còn cuốn là phận nữ lưu xuất gia, cuốn phải theo chồng, nay khổ lại về làm khổ má thêm. Con ơi, con nào cũng con mà cũng thương đồng đều, không đứa nào má thương ít hay thương nhiều. Dung ơi, con phải nghỉ ngơi, không khéo con lại sanh bệnh. Làm việc quá nhiều, má sợ con sẽ sanh bệnh lao. Má, má đừng lo, sức con vẫn còn khỏe mạnh. Con đừng phí sức mà hại thân mình. Má, con phải tự con đi làm đi chuộc lại tội tình. Con ơi, một phút thiếu nghĩ suy mới biết mình lầm lỗi. Nay con có cải hối mà đem cả bản thân chuộc lại những điều con làm nên tội. Cũng không xóa được vết nhơ khi mà con đã sớm dồi thay. Phúc cầm trong tay mà con nở phán bụi trong, để cho ngày nãy thân con phải bị dài dò cái đắng. Thức trắng đêm này rồi tiếp tục đến đêm kia. Đã nhiều lần má đã tâm tình với con, mà sẵn sàng lấy số vàng giúp con đi xoay sở. Tình mẫu tử mà con, đâu có gì con phải bỡ ngỡ. Mẹ mà lo cho con thì đâu có trăn trở bao giờ. Má, má ơi, chỉ vài tháng nữa là đủ rồi. Má đừng có lo, con có đủ sức mà. Má, má đừng có suy nghĩ nữa nghe má. Con đi làm nghe. Trời ơi, tội nghiệp con. Cậu Kha ơi, cậu Kha. Gì đó chị Tư? Tôi muốn thưa với cậu một việc. Việc gì vậy chị Tư? Tôi có một người bạn đi nước ngoài về, chị ấy giàu lắm. Vậy là chị định bỏ cha con tôi đi sao chị Tư? Không phải vậy đâu, tôi nói chưa hết lời mà cậu. Vậy chứ gì, chị nói đi. Tôi nói cho cậu nghe nghe. Chồng chị ấy là một bác sĩ nhãn khoa. Ông nói bệnh cậu rất dễ, ông chữa chừng 50 ngày sẽ khỏi. Ông về theo chương trình UNICEF tôi xéo gì đó cũng có kêu quá. Bảo tôi dẫn cậu tới liền. Rồi tiền bạc đâu mà trả cho người ta, nhà mình còn thiếu cơm ăn. Người ta chữa miễn phí đâu cần tiền bạc, mình cũng phải ăn uống đi tới đi lui. Lại nữa bé Thanh Thảo, không ai lo cho nó học hành, không lẽ bỏ nó ở nhà một mình sao chị Tư? Không sao, đem cháu Thanh Thảo về bến gửi vài tuần, khi nào cậu sáng bắt trước về thôi. Ơn chị hôm nay tôi làm gì đáp nổi, chỉ khi nào tôi sáng mắt tôi sẽ tìm việc làm để lo lắng cho chị và con. Chị sẽ bớt cực nhọc với cha con tôi nhiều. Cậu ta, cậu đừng suy nghĩ lung tung mà cậu phải lo cho đôi mắt trước tiên. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến bệnh viện cho bác sĩ ổng xem, rồi sau đó ổng chữa bệnh cho cậu liền.
con viết nhà khẩu để cho tôi lo. Lúc tận thời suy mới hiểu rõ tâm lòng, cậu hái yên lòng đừng nghĩ ngợi chi thêm. Thôi cậu nằm nghỉ đi, mai tôi dẫn cậu vô bệnh viện. Mà đến mà con gọi ai là mẹ vậy? Thì mẹ Dung chứ ai. Mẹ Dung ở đâu? Mà ở bên ngoài. Chị Tư. Dạ. Bộ Dung về rồi sao? Ai nói với cậu vậy? Bé Thảo nó mới nói. Sao chị giấu tôi? Cậu ơi, cho cậu hay để làm gì? Ba ma mẹ đến. Cậu Kha, hôm nay tôi mới cho cậu biết chuyện này. Tiền chữa mắt của cậu là do mợ đưa cho tôi, và chính mợ săn sóc cho cậu trong những ngày cậu ở bệnh viện. Trời ơi, tại sao chị nhận? Tại sao chị nói dối tôi? Trời đất ơi, tôi lại phải nhận những đồng tiền nhơ nhuốc của cô ta sao? Cậu ơi, tiền đó không phải nhơ nhuốc đâu cậu à. Cậu hãy nghe đây, tiền đó mở làm gần cả năm nay, mở làm công nhân nhà máy suốt cả ngày lẫn đêm, chủ nhật mở cũng làm thêm, dành dụm cả năm mới đủ tiền lo cho cậu. Nay thì ý nguyện mở đã đạt thành, mở nói tôi chết cũng cam đành. Nay tôi mới hiểu Mộng Dung, vậy là cậu đã chịu kêu tên, chứng tỏ là cậu không quên mở rồi. Hiện Dung ở nơi nào? Ở nơi nào cậu hỏi chi cho thêm bận. Bộ cậu hết giận rồi hả cậu? Thôi mà chị Tư, chị đừng giả bộ với tôi nữa mà chị Tư. Tôi đâu có giả bộ đâu cậu, mà tôi rất mừng, chỉ chờ đợi có ngày này thôi đó. Chị Tư à, tôi đang nóng ruột, chị hãy nói toạc ra đi chị Tư. Thì hồi nãy bé Thảo nó nói rồi đó, bây giờ cậu tính làm sao? Tôi phải sang bên má tôi để tìm Mộng Dung. Ba chân đi với ba. Ba đi tìm má con mà con đi theo làm chi? Vô ngủ đi rồi trưa đi học. Cậu ơi, cậu qua bển tìm cũng không gặp đâu. Giờ này mợ đang làm ở trong nhà máy rồi, đâu có ở nhà. Thở thấy chưa? Tại ba không cần đi đó. Thôi được rồi, để chiều cha con mình đi nghe con. Chị phải vui không? Con Thảo này nó thông minh lắm mà nghe. Má ơi, má. Ừ? Vợ con đâu má? Con ơi, trễ rồi, nó đã đi xa rồi. Nó có viết cái gì trong tờ giấy này nè? Giấy gì vậy má? Nè, anh Kha, anh đừng tìm em nữa. Vì yêu anh nên em sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho em. Em muốn chạy trốn đi, để cho hình bóng tội lỗi của em khỏi phải làm bừng mắt anh. Kha ơi, nếu anh tha thứ cho em, thì anh hãy lo nuôi dạy con cho nên người. Vĩnh biệt anh.
Mộng Dung. Má, má ơi, má biết vợ con đi đâu không má? Má cũng không biết nó đi đâu nữa. Má thấy hồi tối hôm qua khi nó đi làm về, má vô phòng thấy dặn miếng giấy này trên bàn. Thằng sĩ đến nơi nó làm nhưng mà không gặp. Người ta bảo nó đã xin nghỉ việc vài hôm. Còn thơ này má chờ con qua má đưa lại, chứ thơ gửi cho con má xem má rất ngại. Thiệt má cũng rầu, má không biết tính sao. Má ơi, dị dạng con đã quên rồi, bây giờ con chỉ cần có Mộng Dung thôi. Con tha thứ cho Dung coi như không phạm sai lầm, để Dung trở về sum họp với chồng con. Nhưng con ơi, biết con Dung ở đâu mà tìm bây giờ? Trời ơi, Dung ơi, sao em nỡ lòng nào trốn tránh anh? Tìm em cũng như tìm bóng chim tăm ca, anh biết tìm đâu bây giờ, Dung ơi. Hiểu tại sao con lại lẩn tránh nó hoài vậy? Má, má ơi, khuôn mặt mũi nào mà nhìn anh Kha, dĩ dáng con thật là xấu xa. Còn chi nữa đâu, vợ chồng hương mặn nồng trong lòng ta chân, thì còn gì mà gặp nhau khi vết đau đã thấm vào anh ta. Con đừng hiểu lầm người ta, đọc thơ rồi nó liền sẵn sàng thứ tha. Con đừng đi trong thâm mặt cảm xa xăm, con phải lo sau này gầy dựng tương lai, rồi sẽ vui ngày mai. Trong lúc này Kha hết mù, con đến gần không dám nhìn ánh mắt của Kha. Kha sẽ mà con đi rất âu lo khi anh nhìn con, biết bao căm hận tội con làm ngày qua. Má đây hiểu rằng qua thánh tình chồng con đã tha thứ cho con. Má thì lại muốn vợ chồng con sum họp để làm ăn, gây dựng lại tương lai cho con bay nó nhờ. Má, má ơi, làm sao con dám gặp mặt anh Kha? Mặc dầu anh Kha, anh đã nói với má là đã tha thứ cho con. Thôi được rồi, cái chuyện này để má nhờ anh hai con mời chồng con đến đây rồi má nói chuyện cho. Con đi nghỉ đi. Dạ. Kha em. Ơ kìa, anh hai. Kha, anh muốn nói với em một việc mà từ lâu anh cố tình không nói. Anh hai, tính tình em cũng không thay đổi gì đâu. Có gì anh hai cứ nói cho em nghe. Kha, Dung nó khổ tâm lắm Kha. Nó bảo với anh hồi đó do Kha hiểu lầm nên mới đuổi nó đi, rồi bị Triệu Hoàng ép buộc phải theo anh ta. Chứ thật ra lúc ấy nó đang hối hận và chờ mong được em tha thứ tội nó gây ra. Vì một phút đam mê nên nó đã lỗi lầm,
mấy ngày nay anh cố tìm Kha. Anh hai, mấy ngày nay em ngồi đây ý em muốn gặp Dung. Nếu được em thứ tha thì anh đây sẽ đứng trung gian cho hai em nối nhịp cầu. Anh hai ơi đừng nhắc chuyện đó nữa, em đã tha thứ cho Dung. Xem như em và Dung không có chuyện đau buồn. Và hiện giờ em muốn biết Dung ở nơi đâu. Có thật em đã sẵn sàng tha thứ cho Dung phải không? Em nói thật mà anh hai. Kha, Dung nó chỉ trốn tránh em thôi, chẳng xa xôi gì đâu. Vì mặc cảm, vì khổ tâm, vì nặng sầu, nó chỉ ở nhà chứ không ở nơi nào khác. Hôm nay nó nghỉ, không đi làm cả đêm, đi về nhà với anh nghe em. Em cũng nóng lòng muốn gặp mẹ Dung, mấy ngày nay em đã ngồi tại đây. Cô y đoan Dung xem có đi ngang nơi này, để chẩn Dung lại tâm tình cho Dung nghe. Thôi, mình đi nghe em. Dạ. Mộng Dung em. Anh Kha, anh Kha ơi. Mộng Dung, đừng khóc nữa em, để anh đưa em về nha. Không, em xấu hổ lắm, em không còn xứng đáng với anh nữa đâu. Mộng Dung, em nên quên đi, dĩ vãng nên chôn vùi. Bao khổ đau trong lòng mình, nghĩ chẳng có chi vừa qua. Ta nối lại nhịp cầu mà từ đầu gái chia làm đôi. Dung anh Kha, lòng bỏ qua lâu rồi, dĩ dáng buồn nhắn chi lòng đau. Hôm nay rước em về mình, tâm tình sống như ngày xưa. Về với anh nghe Dung. Lòng em đã hiểu cho anh, thứ tha lỗi lầm cho em. Nhưng em thấy mình không trọn tình cùng anh, em xấu xa khi gần bên anh. Đừng, em đừng gửi lại dĩ vãng nữa em mà. Về nghe em, về nhà mình sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn. Anh Kha, giờ đây em bằng lòng tất cả. Em bằng lòng tất cả những gì do anh chỉ bảo cho em. Dung, em. Anh Kha. Anh ngỡ em đang về phương trời cũ, tìm phút yêu đầu, tìm cơn say đắm từ đó em vào cuộc vui dài lâu. Từ đó em đau phút giây vui mừng, từ đó em yêu ra hoa thẹn thùng, từ đó em quên sáng tình buồn trình cuộc vui đầm ấm. Em
đến không em, vùng hoa mộng đó còn giấc mê đời. Đường xa em đến, soi đã vui mừng nhịp chân la lời. Muôn lá bay theo lên khuôn tóc thề, phạt nắng xuân sang đón đưa em về. Đồi núi âm vang nhắc xưa hẹn thề. Nhìn cái mặt của em kìa, giống trẻ con ghê chưa? Có chút vậy mà cũng giận nữa. Mai mà không có dẫn con đi theo, nó sẽ cười mẹ nó. Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa. Nhìn cái mặt kìa, giống trẻ con ghê. Có một chút vậy mà cũng quê giận hờn. Nè, không phải gì cái chuyện giận hờn đâu mà anh hiểu lầm em á hả? Còn lâu á. Em thấy anh tối ngày trong phòng hẹp, anh nhìn á hả, mấy cô thư ký đẹp của anh á. Đó đó, lại ghen bậy nữa rồi. Anh chỉ bàn mấy cái hợp đồng thôi. Anh làm ăn ký kết với nước ngoài, hễ hợp đồng rồi là thực hiện ngay. Tối ngày cứ hợp đồng, em biết mà. Đời anh không thoát khỏi mấy cái hợp đồng quỷ ma đó đâu. Em đừng có nói vậy. Anh lo là lo làm ăn, là để lo cho em, lo cho con. Chứ một mình anh hả, anh không có lo gì đâu. Nhưng mà em muốn có một người chồng biết để ý đến vợ. Thì anh đã lo cho em tất cả. Người đầu bếp nè, người giữ con, quần áo, tiền bạc, vàng dòng. Em đâu có thua kém một ai đâu. Nhưng mà còn thiếu. Thiếu gì em? Tình yêu đó. Thôi nè, hôm nay là ngày vợ chồng mình đi nghỉ mát cho thảnh thơi. Mình nói chuyện gì cho vui đi, cấm không có được buồn nữa nha. Một năm á hả, anh đưa em đi chơi có một lần à. Em như bị ở tù giam lỏng gì đó. Thôi đừng có buồn nữa. Từ nay về sau, anh sẽ nhín thời giờ để đưa em đi du lịch, chịu chưa? Nè, hứa rồi đó nghe. Móc nguéo đi em mới tin à. Nguéo nè. Ghét ghê à. Em riết rồi như là con nít vậy à. À thôi em à, bây giờ anh đưa em đến khu bán quà lưu niệm để em mua vài món gì đó rồi mình về em ha. Đi anh. Chuỗi, bông tai, dây chuyền đồi mồi đẹp quá anh à. Ừ, em thích món nào em cứ chọn đi, mua bao nhiêu cũng được mà. Bao nhiêu một sâu vậy anh? Dạ thưa cô. Ủa Quang, sao lại ở đây? Anh Quang. À, Kha. Trời ơi, không ngờ mình gặp nhau đây. Làm ăn ra sao mà đi buôn bán như vậy hả? Từ ngày ông già phá sản đến nay mình bết lắm. Ngồi không thì buồn, mà hễ đi buôn bán thì chán quá chừng. Bao nhiêu vốn liếng nó biến tiêu liền. Nên chuyện ngày này đây, trước là dài quay sau để chờ dịp mai. Nếu có cơ hội mình làm trở lại, nghề này tạm thôi chứ biết sao đây. Quang à, Kha
hai bác cũng còn khỏe chứ. Ông già cùng với bà nhỏ ôm vàng đi nước ngoài rồi. Còn bà già buồn quá, bà bệnh rề rề hoài ha. Sao anh Hoàng không đi xin việc làm? Ở đâu cũng có chân cả. Còn những nơi cần bằng cấp thì tôi xin chào thua. Nhà Hoàng ở đâu? Cũng ở gần đây thôi. Nhưng nhà nhỏ tệ lắm, nên tôi không dám mời ông bà được. Anh Hoàng khách sáo quá à. Anh quên tình nghĩa bạn bè hồi xưa rồi sao? Xưa khác, bây giờ khác. Ngày xưa tôi là một công tử, ai cũng nể nang vì tôi là con nhà giàu. Còn bây giờ thành là hàng tính lúc hàng di. Ngước mặt nhìn ai họ cũng ngoảnh mặt khinh mình. Nếu anh không chê thì tôi cũng xin thành thật, về làm với tôi sẽ bố trí việc làm. Thu nhập của anh chắc không đến đổi nào, bảo đảm là không tệ hơn mua bán hàng này đâu. Anh Hoàng cứ nghĩ đây là tình bạn, lúc xa cơ giúp đỡ là chuyện thường. Anh cứ tự nhiên đừng ai ngại khiêm nhường. Cho tôi biết tôi phải làm gì và làm ở đâu. Trình độ văn hóa của anh tôi biết anh tính rất giỏi, mà công việc của tôi thì quá bộn bề. Công việc gì tôi chưa biết phải làm sao. Tôi có công ty máy xuất nhập khẩu ra nước ngoài. Nếu anh bằng lòng thì nên về ngay để nhận việc. Vì bạn bè thân tôi mới tin và tín nhiệm. Tình cờ gặp nhau mà số tôi thật là may mắn. Còn gì bằng mà không chịu nhận lời ngay. Cũng nói luôn là công ty Mai Đạt nghe Thành Anh sẽ là quản lý thay thế lúc nghi vắng tôi. Được rồi, tôi sẽ về báo lại với bà già và chuẩn bị hành lý để cùng về với anh. Sẵn có xe đây, tôi đưa anh về nhà ha. Vợ chồng tôi thăm bác luôn thể. Sao bạn? Ở đây thấy dễ chịu hơn Vũng Tàu không? Đối với tôi, ở đâu có tiền là tôi thấy dễ chịu hơn hà. Vì Sài Gòn đối với tôi cũng như là người bạn thăm giao. Từ trước tôi gắn bó nhau, để lại lòng tuổi bao kỷ niệm không phai mờ. Nhớ hồi hai đứa mình chung trường chung lớp, hai đứa mình đều trồng cây si. Thôi mà, chuyện cũ mình nên bỏ đi nha. Cô bé Mộng Dung ngày xưa trong lớp á, ai cũng trồng cây si à. Bây giờ là phu nhân của anh Kha. Ngày đó thì còn bé, bây giờ là đàn bà rồi. Người có diễm phúc mới được Mộng Dung. Nè, nãy giờ hai anh nói xấu gì em đó à? Em, ngồi đây với anh và anh Hoàng đi. Nãy giờ anh chỉ nói tốt cho vợ của anh thôi. Phải rồi, đúng vậy đó Mộng Dung à. Mình nhắc chuyện xưa cho vui vậy mà. Nè, tụi em nhắc là trong nhóm nữ sinh chỉ có Mộng Dung vừa đẹp vừa dễ thương, tánh hay làm nũng, không có chàng trai nào lại không thích được làm quen với Mộng Dung cả. Trong số đó có Hoàng và có cả Kha, hai thằng cùng mì chứng bệnh đau mà cứ tưởng tự cứ nhớ mãi trong lòng. Có những buổi trưa khi tan học, Minh Hoàng cứ rà xe theo chọc, nhưng chưa bao giờ tôi được gặp riêng. Vì tan học mấy cô đi chung cả chục người. Với mấy người và đừng nói chuyện xưa nữa. Anh Kha, anh hãy giới thiệu anh Hoàng cùng nhân viên văn phòng được biết. Có gì đâu, anh làm một quyết định đi mời rồi cho người cứ việc gian lên thì mọi người đều biết tên. Biết tên nhưng chưa biết mặt. Anh phải họp một bữa giới thiệu anh Hoàng cho mọi người biết chứ. Đúng, anh làm ngay thôi.
hôm nay tôi xin giới thiệu với tất cả các anh chị em, đây là anh Hoàng, bạn học của tôi từ Vũng Tàu về. Kể từ hôm nay anh Hoàng sẽ chính thức là nhân viên của công ty mình. Nè chị Dung ơi, anh Minh Hoàng giống tài tử cine quá hả? Ừ. Rất hân hạnh cho tôi được làm quen với các cô. Thôi các bạn làm việc nha. À còn cô Ngọc Lan, cô xem lại sổ sách rồi ngày mai thông qua cho anh Hoàng đây. Còn hôm nay nếu khách muốn gặp tôi thì cô cứ hẹn buổi chiều mới gặp được. Dạ được rồi, xin anh an lòng. Hoàng à, cô Lan rất giỏi, kế toán rất hay, mặc dù công ty tư nhân nhưng mà cô sổ sách không nghi thua các xí nghiệp hay công ty hiện đại. Anh khen quá lời, làm mắc cỡ quá trời. Một kế toán giỏi mà lại trẻ đẹp nữa, còn gì bằng. Hân hạnh được làm việc với cô. Đó, thấy không, cũng tại ông giám đốc tôi đó. Thực tế là vậy chứ có sai gì đâu Ngọc Lan, phải không anh Kha? Đúng vậy. À Quang nè, chiều nay nhờ anh và cô Ngọc Lan chuẩn bị số liệu cho mình, mai mình đi giới thiệu mẫu hàng ở miền Tây theo hợp đồng. Họ vừa mở ra một xí nghiệp lớn xuất khẩu quần áo may sẵn, họ cần một số hàng thun của mình đó. Sẵn sàng thôi, khoảng 4 giờ chiều tôi trở lại nha. Vâng. Anh à, cho em đi theo với nghe. Em quên là bé Thanh Thảo đang viêm họng sao? Buồn ghê vậy đó. Anh Hoàng à, tôi bận đi sớm để về kịp trong ngày, anh làm ơn chở Mộng Dung với bé Thanh Thảo đi bác sĩ giùm tôi nha. Vâng, anh đi yên tâm để tôi lo cho. Mình cảm ơn trước nha. Chào anh. Dung, có chuyện gì mà khóc vậy Dung? Anh Hoàng, anh nói cho em biết đi, tại sao anh Kha anh đi hoài vậy chứ? Mới đi miền Tây về chưa kịp nghỉ mệt lại đi nữa hả? Mà ngày nào cũng đi xa hết á, không có ngày nào ở nhà đưa con em với em đi chơi hết à. Dung lại ghen bậy nữa rồi. Nè, anh lấy danh dự của anh ra để bảo đảm cho Kha đó. Em không biết, em không tin. Anh Hoàng, anh đã bao che cho anh Kha mà không nói thật với em. Dung ơi Dung, đừng có nghi ngờ và đừng ghen bóng gió. Người ta cười anh Kha giám đốc của nhà ta. Nghe anh nè, lên xe cho lẹ anh đưa về nhà. Không, không đi đâu hết á. Mà bây giờ nè, anh phải cho em mượn đỡ chiếc xe Honda. Dung ơi Dung, chưa biết nghi chạy, rồi có gì xảy ra thì kẹt cho anh. Đó, không bao giờ anh cho em tập lái xe, để hôm nào em theo ảnh bằng taxi. Dung làm như vậy thì rất là bậy, dù sao cũng là giám đốc Lê Kha. Dung nên tôn trọng đi bảo tồn danh dự. Thôi để anh chở em về nghe. Không, em đi xích lô, em đi một mình. Thiệt là không khuyên được em. Thôi được, anh chiều em. Xích lô. Nè, anh làm ơn đưa cô này về nhà. Dung à, Dung nghe lời của anh, chiều Kha sẽ về thôi. Anh xích lô. Dạ. Tiền nè, khỏi lấy tiền cô này nữa nghe. Dạ. Ông xích lô, ông chở tôi tới một công viên nào đó cũng được, tôi trả thêm tiền cho. Dạ, mời cô lên xe. Cô ơi, cô đi đường mà cô đeo vòng vàng nhiều quá, cô không sợ cho cô? Ông chở tôi đi đâu vậy? Tại sao ông quẹo vô hẻm vậy? Ông phải đưa tôi về chỗ cũ mau lên. Đâu có dễ dàng như vậy người đẹp. Bớ người ta. Chịu khó ngồi yên một chút nha. Nào, đột tất cả nữ trang và đưa cái bót đây. Nhớ là đừng có la, nếu không muốn làm bạn với con dao này nghe. Áo vàng ra nhanh lên. Chết. Anh Quang. Anh Quang, lại đi, nhìn lên em. Anh Quang. Mọi chuyện đã qua rồi, bình tĩnh, bình tĩnh đi Mộng Dung. Chúng ta phải thoát nhanh trước khi đồng bọn của chúng đến. Thank you.
về đến nhà Dung rồi đó. Dung vào nghỉ cho khỏe đi. Anh Quang. Gì đó Mộng Dung? Anh vô em nói này nghe nè. Dung nói đi. Ở ngoài này anh nghe được mà. Tại sao anh không chịu vô nhà chứ? Anh đứng ngay cửa nghe được rồi. Nói đi. Anh Quang à, làm sao anh biết em bị cướp mà cứu em vậy? Tại anh thấy Dung giận Kha nên anh sợ Dung đi liều. Anh lấy xe chạy theo Dung á. Thật may mắn cho Dung. Nè, mai mốt đi đâu đi một mình đừng có đeo vòng vàng nhiều nghe chưa? Biết rồi. Anh nói với em như thầy giáo dạy học trò vậy đó. Dung vào nghỉ cho khỏe đi. Anh về nhé. Anh Quang à, ở nhà một mình em buồn quá ha. Thì đợi Kha về. Chứ anh biết làm sao bây giờ hả? Em biết là anh biết mà. Thôi cho anh về. Vắng Kha lại vắng anh nữa, công ty sẽ bối rối lên cho mà xem. Anh Hoàng, không có lẽ 5-10 phút mà công ty ngưng hoạt động sao? Anh Hoàng à, em ở nhà một mình buồn quá à. Em nhớ hồi đó đi học á, anh hát hay nhất lớp mà. Bây giờ em muốn nghe anh hát đó. Hát cho em nghe được không? Thôi được rồi, để anh ca cho em nghe đỡ buồn nghe. Xin cơn mù đến em tôi, âm vang tiếng bên trời, êm êm tiếng chuông lời, xin yêu em lần cuối. Thôi em ngủ nhé em ơi, thương em có anh rồi. Cánh yêu chim rủ cánh lông đông, mưa thương xóa bành bồng, tim anh gửi hư không. Xin ru em vào mộng. Anh Kha, anh Kha ơi. À, thôi, anh về nghe Dung. Thôi, anh về nhé. Có phải mình muốn nhảy xuống vực thẳm tình yêu chăng? Tại sao lúc này Kha đi mà lại đi với Ngọc Lan? Hoàng lại tỏ ra một người đàn ông lịch sự đúng đắn. Hồi mình còn đi học, Hoàng đã theo đuổi mình. Phải chi? À, anh mới về. Khoan, anh hôn anh đã, mình mẩy anh hôi hám lắm, đi cả ngày đường. Thôi để em vào tắm đã. Thôi em không chịu đâu. Nè, có chừng chị tư bếp chỉ thấy chị cười chết đó. Sao anh không cho xe vào gara? Bộ còn đi đâu nữa hả? Chút nữa cho vào cũng được mà cưng. Alo, ai đó? Mình mới về. Bảo anh Hoàng sang ngay, cho anh xem đơn đặt hàng. Ngon lành lắm. À, Quang đó hả? Sang đây uống cà phê một chút được không? Bộ có hẹn với cô nào hả? Qua liền ha. Anh gọi anh Quang qua đây chi vậy? Đợi sáng mai không được sao? Gọi anh ấy sang chơi một chút thôi mà cưng. Thôi đi, anh đi cả ngày hả? Chưa kịp hủ hỉ với vợ con, anh lại nhắm vào công việc riêng tư. Một năm một tháng phải có một ngày với vợ con, mà anh cứ mãi cho em cô đơn. Vợ con thì năm dài tháng rộng, gần gũi với nhau biết bao nhiêu lần. Điều mà em khao khát
cần. Là em chỉ cần tình âu yếm của anh, là điều ao ước của đời em. Anh làm đây cũng vì hạnh phúc gia đình, chứ anh đâu có nghĩ riêng mình. Em biết hiện nay anh không còn cha mẹ, thì việc làm này anh làm cho ai đây? Anh Hoàng anh đến rồi kìa. Anh Kha, sao khả quan không hả? Đây có đơn đặt hàng đây. Ngồi đi anh Quang. Em à, em nói chị Tư pha cho anh cà phê sữa nha. Tối rủ cà phê sữa dễ ngủ. Anh Kha à, đơn đặt hàng này tiền mặt hay là... À, tiền mặt Việt Nam và tiền đô. Ngon lành chưa? Giao hàng nhận 50%, 3 ngày sau nhận thêm 50% nữa. Vậy mà bà xã không mừng, cũng không nhìn tới nó nữa chứ. Sao vậy? Bà nói mình cứ đi hoài vì mấy hợp đồng quỷ kia. Hoàng thấy đó có chết không nào? Tại vì Dung muốn Kha ở với Dung, ở nhà Dung thấy cô đơn lạnh lùng. Đối với mình buồn không đến nỗi nào, chớ đôi rách thì khó sống lắm Hoàng ơi. Nhưng mà con người cũng cần tình cảm nữa đó Kha à. Thì mình vẫn yêu vẫn quý như là một nàng công chúa. Không lẽ tối ngày ở nhà chịu đói hay sao? Vợ phải thương chồng đồng cảm với nhau, có đậu chấp nhất rồi làm sao yên trong ngày lòng. Anh Hoàng uống cà phê với anh Kha em nghe. Cảm ơn Dung. Ngồi đây em. Ủa sao em không pha cho em một tách luôn? Thôi em không uống cà phê đâu. Em có buồn ngủ thì đi ngủ trước đi. Anh ngồi chơi với anh Hoàng một chút nha. Anh Hoàng ngồi chơi nha. Chào Dung. Anh Kha cũng tội nghiệp cho Mộng Dung, phải ở nhà một mình, trong khi bên ngoài là cả một xã hội náo nhiệt đầy quyến rũ. Thỉnh thoảng Mộng Dung mới đi ra ngoài, bị sức hấp dẫn nó sẽ cuốn hút ngay. Và cô ấy sinh ra sự khao khát trong lòng. Anh Hoàng hiểu tâm lý có thể rất kinh nghiệm, còn tôi chỉ lo chăm chú vào công việc hàng ngày. Cho nên Mộng Dung cứ cự nữ tôi hoài hả? Do đó tôi không hiểu tâm lý phụ nữ bằng anh. Có gì đâu, tại Kha không xem nó là quan trọng nên không nghĩ đến những việc tầm thường. Phải rồi, chuyện làm ăn tôi xem trọng vô cùng, sự nghiệp vững chắc là hạnh phúc sẽ bền lâu. Câu nói vừa rồi anh nói rất đúng, vì muốn có hạnh phúc thì phải có tiền. Những người nghèo họ hay hụt hạt tiền miên, còn Điển Kha chỉ nên ga lăng với vợ nhà. Mới gặp Hoàng đây chắc Hoàng chưa hiểu được, tất cả chuyện gì tôi cũng sẵn dành cho nghe vợ. Nhưng có một điều có lẽ anh chưa đáp ứng, là phải nhịn bớt thì giờ đưa Mộng Dung đi vui chơi. Mai mốt anh có tiệc tùng bạn bè về công ty mình á, anh cho Mộng Dung tháp tùng cho vui. Chứ tôi thì tôi bận biểu với công việc quá à. Cô này phải cho thỏa mãn rồi mới biết chán. Thôi trời cũng hơi khuya rồi, tôi xin kiếu nha. Cứ mỗi tối nếu Hoàng không có hẹn với ai á, Hoàng đến đây chơi nha. Được, mình về nha. Anh Hoàng về rồi hả anh? Ủa, em chưa ngủ hả? Sao anh không nói chuyện tới sáng luôn đi? Thôi mà cưng, từ ngày anh Hoàng về công ty mình chưa có dịp tâm tình. Nay mình sẵn dịp gặp nhau, anh thì cũng muốn gặp để đổi trao về việc cái đơn mới đặt hàng. Thì em đâu có nói gì mà anh đặt chuyện, sao không bàn sáng đêm cho tiện? Coi kìa, bây giờ em hãy vào ngủ đi. Sao anh không ngủ mà bắt em ngủ hoài vậy hả? Anh thì đi suốt ngày, còn về hả thì nói chuyện dài nhất à. Anh Hoàng thì có lạ gì chứ, anh đâu phải là thượng khách. Dung à,
thôi hãy vào đây anh ru cho em ngủ, và anh sẽ làm vừa lòng sự khao khát của em cho đẹp tình chồng vợ với nhau. Đi, đi vào ngủ em. Không. Thôi, vào ngủ mà. Chị ghét hả? Vô cùng vậy đó. Anh Hoàng chọc ghê em hoài hả? Ủa, anh Kha của em đâu anh? Anh Kha bận việc rồi. Ngài giám đốc phân công kẻ hèn này đưa phu nhân đi. Dạ, xin mời phu nhân ra xe. Xin phu nhân cứ dạy bảo và xem kẻ hèn này như là một tên đánh xe ngựa mà thôi. Anh nói chuyện giống như diễn viên điện ảnh ghê vậy đó. Được Dung khen, chắc anh phải bỏ nghề thương mại chuyển qua làm diễn viên điện ảnh quá. Thôi, bây giờ mình đi nghe Dung. Vâng, đi anh. Dung đi thẳng lên lầu đi, anh Kha trên đó đó. Anh Kha ơi, anh Kha. Em của anh xinh quá à. Xin giới thiệu với các bạn, đây là phu nhân của tôi. Anh Kha à, vụ sinh nhật gì đó, sao anh không đi? Em thấy đó, công việc ở đây không hở tay, khách đến đặt hàng và hợp đồng như vậy làm sao anh đi được. Để anh nhờ anh Hoàng chở em qua đó trước, rồi anh sẽ đến sau nghe. Hoàng ơi. Ơi. Mình nhờ Hoàng đưa phu nhân mình đến đó trước, mình sẽ đến sau. Kha đến nha. Đến mà. Tiếp khách lăng biết sao. Không có anh Kha có anh Hoàng được không? Anh Kha khác, anh Hoàng thì khác đó không chị. Dung định không đến một mình, nhưng anh Kha bảo một chút nữa anh ấy sẽ đến sau. Không có anh Kha Dung thấy lạc lõng quá à. Nè, Lan đề nghị á, anh Hoàng quá trang thành anh Kha cho Dung vui đi. Thôi đi mấy cô, con nhện dù có nhả trăm ngàn sợi tơ nó cũng vẫn là con nhện, có ai gọi là con tầm đâu. Tốt hơn hết á, mình hãy sống thật với chính mình. Thôi, mời triết gia Minh Hoàng, chị Dung và các bạn cùng nhập tiệc đi. Hay đó. Giờ này mà anh Kha cũng chưa đến, tôi không vui tiếp được. Anh Hoàng à, làm ơn đưa em về nhà đi. Chiều ý người đẹp thôi. Ủa, anh Hoàng cũng về luôn sao?
đã đưa Dung đến đây thì phải đưa về chứ sao mấy cô. Anh Quang à, em không có muốn về nhà chút nào hết á. Anh đưa em đi chơi nữa đi, lâu lâu phải phạt cho anh Kha chợ một bữa. Thôi mình về đi Dung, để Kha chợ tội nghiệp. Anh sợ phải không? Sợ gì? Thì sợ anh Kha ghen. Anh Kha của em là chúa ghen đó, ghen mà không có chú ý đến vợ. Anh thấy Kha thương và lo cho Dung lắm mà, Kha không bỏ bê Dung đâu. Thôi anh đừng có an ủi em, em chán lắm rồi. Tối ngày em thui thủi một mình à, em giống như cung nữ chờ vua vậy đó. Anh ghé quán đi uống nước một chút đi anh. Ừ, uống thì uống. Ngồi đi em. Em uống gì? Cho em một ly cam giác. Chú quán ơi, cho tôi hai ly cam giác nha. Ờ, anh Hoàng à, sao không khi nào Dung nghe anh Hoàng tâm sự về gia đình hết vậy? Anh còn độc thân có gì đâu mà tâm sự. Còn người yêu? Người anh yêu hả? Người ta đã theo chồng rồi em à. Dung à, uống nước xong mình về ha. Anh Hoàng à, đi với anh em cảm thấy vui lắm. Anh đối với em thật dịu dàng. Anh đừng có cười em nghe. Em thích được chiều chuộng chăm sóc như anh, chứ không phải như anh Kha. Tối ngày không dành vài tiếng ở nhà, vui với vợ con hay là để an ủi, hoặc chở vợ mình đi đó đi đây, cho vợ con mình được giải khuây. Đã trễ lắm rồi, anh đưa em về ngay. Kha ở nhà cũng đang nóng ruột chờ em. Em đã nói lâu lâu cho anh chờ một lần. Thôi được, mình về đi thôi. Về em. Ủa, Mợ với cậu không đi chung sao? Anh Kha về chưa chị Tư? Dạ, cậu về trước Mợ lâu lắm. Chắc cậu ngủ rồi. Tôi thấy cậu ngồi ngoài lan can á, mà cái vẻ mặt làm như là nó trầm tư dữ lắm. Có hút thuốc nữa, mà buồn bã lắm. Tôi được rồi, cảm ơn chị. Để tôi vô, chắc ảnh chưa ngủ đâu. Sao gác tay lên trán vậy nè? Về rồi thì ngủ đi. Anh Kha, em biết anh giận em, mà giận với lý do gì sao không nói? Không nói hả? Không nói em ngồi ngoài phòng khách luôn à? Thôi mà Dung, bỏ qua chuyện đó đi Dung. Em biết anh giận em. Thôi, em nín đi, không có gì phải khóc hết á. Tại em nghe hơi nhức đầu nên cằn nhằn một chút vậy thôi. Bây giờ anh hết nhức đầu rồi, anh không cọc cằn với em nữa đâu. À, đi sinh nhật vui không? Nói cho anh nghe coi. Còn hỏi nữa hả? Em rất ghét anh, bắt em chờ đợi. Như vậy hả? Làm sao mà vui được chứ? Rồi bỏ luôn không đến trước em. Không có anh chắc Hoàng thay thế, để đưa em về tận đến nhà. Đó mới là chớ dừng, chứ em đâu có lỗi. Không có anh em không đi một mình. Thôi ngủ nghe cưng, anh chẳng có gì giận cưng nữa đâu. Ừ. Chức cho nhân viên đi du lịch trong dịp công ty dự kế hoạch như vậy cũng hay chứ, phải không anh? Ờ, anh có nhiều sáng kiến lắm. Anh Kha nè, nơi này đẹp ghê chưa? Để em gọi anh Hoàng chụp một tấm ảnh kỷ niệm nghe. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, chị đã vô chụp giùm em tấm ảnh này đi anh Kha. À,
hay chụp hình với em đi. Em chụp bôi này một mình đi, trông em xinh lắm á. Anh Hoàng à, anh Hoàng, đằng kia cũng đẹp lắm, anh theo em chụp thêm vài bôi nữa đi. Một vườn hoa đẹp mà chỉ có một cánh bướm lượn bay, hút mật chỗ này rồi bay sang chỗ khác. Con bướm mà nó còn sở khanh, đừng nói chi là con người. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tàn, đời ai không một lần quen biết rồi thương, yêu rồi lại xa. Bao nhiêu cái tuyệt vời nữa, rồi ngày mai ngày mốt Dung sẽ biết. Anh Hoàng ơi, em khát nước quá. Thôi chết rồi, mình bỏ quên Kha đâu mất rồi Dung. Ủa, anh Kha của em đâu rồi? Em cứ mãi mê chụp hình, bỏ quên mất ảnh hả? Đi, đi Dung, mình trở lại tìm Kha, đi Dung. Hình quá nên quên cả anh. Em cứ nghĩ rằng tụi mình đang đi chung với nhau chứ. Anh à, cảnh đẹp ghê vậy đó. Anh nghe em nói không? Tụi giận em hả? Đâu có. Không giận. Không giận sao không nói chuyện với em? Có biết chuyện gì đâu mà nói. Sao kỳ vậy? Anh có những câu chuyện, nhưng có lẽ em không thích nghe đâu. Anh Kha, sao hôm nay anh khó hiểu quá vậy? Có gì khó hiểu đâu, anh cũng vậy thôi mà. Anh Kha, có lẽ vì em bỏ anh, em đi chơi một mình phải không? Cho nên anh giận anh buồn. Anh chỉ buồn một mình thôi, vì chuyện gì lỡ rồi. Em đã bóp tim anh tan, em là vợ anh. Anh Kha, Kha ơi, em có gì dài
chất xa qua không đổi được tình anh. Anh vẫn có trái tim, anh có linh hồn chứ phải đâu là tượng đá. Nhưng em đâu có chuyện gì, xin anh đừng hiểu lầm cho em. Nhưng vì sao em quá vội vàng, anh ở đây mà em gặp ai đi với người khác. Đó là bạn anh chứ nào phải một người xa lạ đâu. Dung, Dung ơi, anh đâu phải là thằng ngu đứng trơ trơ nhìn người yêu tay trong tay với kẻ khác. Sự vô tình của em đã đập cho tim anh, chắc em muốn xóa đi cho phải lạc chờ ân tình. Trái tim em, trái tim đàn bà dễ dạ, hay lạc lòng khi bị va chạm tình cảm xót vào tay. Trong hiện nay em thấy em có thua sút một ai, từ vật chất tinh thần và cả một tương lai không ai so sánh. Vậy mà em muốn bước lìa tình ta thành đôi mắt, tình nồng thắm bao năm mà em đành cho gái. Khi con người không cần vật chất mà chỉ cần hưởng thụ tình yêu, mai kia muốn rõ tuổi đã về nhiều thì làm sao em bắt kịp với thời gian chứ. Thời gian, thời gian hay quá khứ cũng cùng chung số phận. Có chăm chú làm ăn chứ anh đâu có bỏ phê gia đình. Anh nghĩ một mình anh không cha không mẹ, làm giá vật chất của cải này anh sẽ gầy dựng cho ai đây? Dung ơi, vì vợ vì con mà anh kiên quyết dựng xây. Ngày nay không lẽ vì một chút khát khao mà em lãng quay tình chồng vợ? Mất cả tài sản anh không đáng sợ, nhưng anh sợ mất tình thương của nghĩa vợ tình chồng. Nãy giờ anh hiểu lầm anh trách móc em không à? Em nói thiệt, tội anh nặng lắm đó. Tội anh hay là nhờ anh? Anh, mấy hôm nay anh nói toàn chuyện khó hiểu không à? Có gì đâu mà khó hiểu, lẽ ra em phải hiểu chứ. Thôi, em cứ đi chơi tự do đi. Anh Kha, không có anh làm sao em vui được chứ. Chuyến đi này anh thấy em vui lắm đó chứ. Em năn nỉ anh nhiều rồi đó, để xem coi ai năn nỉ ai cho biết hả. Cậu Kha ơi, vậy ăn tô cháo cho khỏe cậu. Có cháo Thương Hàn nè cậu. Chị Tư, Dung đâu rồi chị Tư? Dạ mở nói mở đi, mời bác sĩ tới khám cho cậu. Dung đi lúc nào vậy chị? Dạ mở đi để coi, hồi sáng sớm độ khoảng 7 giờ. Đi mời bác sĩ, gần đây thiếu gì mà mợ không đi. Đi chi cho xa thiệt tôi không hiểu ra nữa. Thôi ăn đi cậu, mồ hôi xuất cạn, bớt cảm cúm ngay hết mỏi chân tay. Được rồi,
Chị để đó cho tôi. Chị vào nghỉ đi. Cậu nhớ ăn nghe cậu. Cảm ơn chị. Dung ơi, lúc nào tình yêu của anh cũng dành trọn cho em. Hạnh phúc đôi mình, anh nào có làm đổ vỡ gì đâu. Vậy mà trời ơi, tình yêu thoáng xa tầm tay, còn đâu cánh chim trời bay. Lòng buồn nhìn theo chân mây, hương yêu phang phất đâu đây. Hỏi rằng người yêu đâu thấy, tim yêu chưa dứng cơn say. Đừng nên dối gian người ơi, đừng như bướm ong lạ lời. Đừng vì nguồn hạnh phúc mới, hoa thơm tỏa khắp nơi nơi, bỏ mặc đời anh chơi vơi. Sông tố ta tới, em về từ bao giờ? Em về từ nãy giờ. Em đứng sau lưng anh để nghe những tiếng lòng trách móc của anh. Phòng này không có em, anh thấy lạnh lẽo u buồn lắm, nên anh mượn tiếng hát để cho bớt cô đơn. Kha ơi, tâm trạng của anh ra sao? Trong lòng anh đang nghĩ thế nào mà anh bảo rằng mượn tiếng đàn cho vơi bớt nỗi cô đơn? Sao anh lạnh lùng đến đôi, lạnh lùng đến gần như gì? Anh cứ nói đi cho em dễ chịu hơn, và lòng không bị dài dò. Trong tình yêu anh không chịu chuộng và âu yếm, vì là anh đã bỏ rơi em rồi. Vì sự câm lặng của anh, Dung ơi anh vẫn thiết tha yêu em như thuở nào. Nhưng bỗng nhiên tim anh lẻ loi dâng trào, bất cứ trên thế gian một cuộc tình nào.
một sự lầm lẫn do anh bảo em gia nhập những cuộc vui, để đời em không bị chôn vùi trong bóng tối. Để rồi hôm nay anh nghĩ em có gì gian dối và gần như khẳng định rằng em là người đen tối trong lòng. Những cuộc vui chơi không lẽ em lại phản bội chồng? Chính anh đã đưa em vào dòng cuộc sống, rồi cũng chính anh đã bảo em nhập những sự nóng bỏng của cuộc vui. Ân ái mặn nồng là chuyện hương vị của tình yêu, cùng quan hệ xã hội anh cần cho em hiểu nhiều để sáng suốt. Con chim phượng bị nhốt trong lòng sông, dù được che vua cũng không ngót tiếng líu lo để mãn nguyện trong lòng. Anh biết từ ngày anh cưới em, anh chỉ lo làm ăn để xây dựng hạnh phúc lâu dài, chứ anh không ngờ vì sự lam lụ này mà anh đã thiếu sót sự nuông chiều tâm lý với em. Anh Kha, anh đừng suy nghĩ nữa, anh hãy nằm nghỉ cho khỏe đi anh. Alo. À, Đông đó hả? À, được, tôi sẽ đem hợp đồng theo. Tôi sẽ đi ngày nay luôn, chắc chắn mà. Bye. Ai vậy anh? Anh Đông công ty vẽ sở Phú Khánh báo là có hàng rồi, anh đi ngay để ký hợp đồng nhận hàng liền. Nhưng anh còn bệnh mà. Cũng bớt rồi Dung à, phải đi nhận hàng liền về cho mai gấp để giao hàng cho Singapore. Anh đi rồi chừng nào anh về? Chưa biết nữa. Nè, em ở nhà vui với con nha. Thôi, để em vào thay đồ đi cho kịp. Chưa về, em buồn quá à. Anh sang nói chuyện với em cho bớt buồn đi. Có gì đâu mà bất tiện. Vậy ha, qua liền nghe. Dạ, bye bye. Mợ, mợ chưa ngủ hả mợ? Có chuyện gì vậy chị Tư? Chắc cậu Kha không về kịp tối nay quá à. Ủa, có ai nhận chuông giờ này kìa, để tôi ra coi coi. Mợ ơi mợ, sao giờ này mà cậu Hoàng lại tới? Không biết có chuyện gì xảy ra cho cậu Kha không nữa. Bây giờ mợ tính sao, có nên mở cửa không mợ? Chị đi ngủ đi, để em mở cửa cho. Anh Hoàng đem xe vào trong luôn đi. Thank you.
không phải anh muốn đến với em nửa đêm như thế này đâu. Vì anh thấy không có Kha ở nhà rất bất tiện cho em. Dung à, nhưng mà anh sợ, anh sợ em sẽ nghĩ quấy cho anh. Anh lo cho Dung làm gì cho mệt. Anh Kha với anh đừng bao giờ nghĩ đến, và cũng đừng lo gì cho em cả. Anh lo là anh lo Dung với Kha tình cảm sẽ bớt mặn mà. Em có đòi hỏi tình cảm gì cao hơn chưa chi mà anh vội thanh minh. Ước gì anh là phái nữ để em tâm sự, biết đâu lúc thấy em sẽ đuổi anh đi. Vì hãy nữ là em phải ghen với chồng, anh nói vậy mà có đúng hay không? Thôi bỏ qua đi, hôm nay em quá buồn. Nè buồn cái gì, em nói anh nghe. Anh Hoàng, em khát khao tình yêu, mà Kha thì lạnh lùng quá. Em Dung, em nghe anh nói nè, em hãy vào ngủ đi, ngày mai Kha đã về rồi. Anh Hoàng, em đang buồn mà anh bỏ về sao? Nhưng mà anh về nghe. Anh Hoàng, anh về thật sao? Anh không thể, anh không thể. Dung hiểu cho anh về nhé. Anh phải đi nữa đây cưng. Anh đi đâu vậy? Đi Singapore. Anh Kha, tại sao anh đi xa như vậy mà anh không cho em biết trước? Dung à, biết trước để làm gì? Anh có còn xem em là vợ của anh không? Mộng Dung, tại sao em lại hỏi anh qua lạ kỳ? Vợ chồng với nhau có gì mà anh giấu sự thật? Anh có đi đâu cũng cho em biết một đôi ngày. Chứ có gì đâu mà anh cứ im lặng với em hoài à. Anh giết em đi cho vừa lòng anh. Dung à, cái gì mà ghê gớm quá vậy? Anh đi chừng ngày nửa tháng anh sẽ về. Hợp đồng giao nhận thật là bổn bề. Có gì đâu mà em lại ầm ĩ lên. Anh khỏi nói gì thêm, em đây cũng dư biến. Là cả năm nay anh hứa thương em rồi. Coi kìa, sao em nói gì lạ vậy Mộng Dung? Lúc trước em không nói, nhưng mà anh cũng đã hiểu liền à. Còn bây giờ em nói mà anh chưa có hiểu được. Anh quá lãng sao nên không để tâm đến vợ. Đến đuổi chuyện đi xa anh cũng không cho em biết. Thôi, anh có đi anh cũng về với em. Anh đi xa mong mỏi em có một điều. Điều gì? Anh hãy nói cho em nghe. Điều này em phải thành thật với lòng, là sự mong nhớ em giữ mãi trong tim. Anh mong em đừng nói yêu anh bằng đầu môi chót lưỡi. Đời anh rất sợ sự thất vọng lắm. Anh Kha, anh nói gì em chưa hiểu? Em chưa hiểu hay là em không muốn hiểu? Mộng Dung, nếu em có muốn giết anh thì hãy để anh chỉ cho em 100.000 cách có thể làm cho anh chết tức khắc. Chứ em đừng hành hạ anh phải chết dần chết mòn trong nỗi khổ. Em nghe không Mộng Dung? Em muốn anh nói rõ hơn. Em không chịu nổi những lời cay đắng của anh đâu anh Kha. Mà thôi, anh phải đứng vững trên thương trường, cho thật xứng đáng với địa vị của anh. Là sự nghiệp, là công danh. Còn em, anh vẫn yêu em như lúc nào. Thôi, để anh thu xếp hành lý, đúng 6 giờ chiều sẽ cất cánh bay. Giờ đó anh phải đi ngay. Lúc này em thấy anh rất khác xa, thay đổi tánh tình từ một năm qua. Từ trước đến nay anh chưa đi đâu lâu như lần này. Đi 15 ngày mà không nói trước cho em hay. Công chuyện làm ăn mà em, hễ bên đó điện qua là mình phải đi liền chứ sao. Thôi, anh ra công ty sắp xếp à. Chị Tư, phụ đưa đồ anh Kha đi giùm chị Tư. Dạ.
Alo, anh Hoàng hả? Dung nè, anh Kha đi lâu quá, em buồn lắm. Thôi, em không chịu đâu, anh không qua là em giận đó. Qua liền nghe. Dung có bảo với chị bếp nấu món ragu cho anh ăn nè. Qua liền đó nha, em đợi á. Bye bye. Mợ ơi, mợ dùng cơm chưa mợ? Chưa đâu chị Tư, tôi còn chờ người bạn. Chắc cậu Hoàng phải không mợ? Ủa, sao chị biết? Dạ biết chứ. Mỗi lần cậu Kha đi vắng thì có cậu Hoàng tới đây để nói chuyện cho mợ giải khuây. Thiệt là hay, bạn tốt và quá tay. Khi vắng bạn thiệt hay quá mạng, an ủi vợ bạn mình khi tối lửa tắt đèn. Thì đó, tội nghiệp cho anh Hoàng lắm. Mỗi lần anh Kha đi, em đều gọi điện thoại kêu anh Hoàng đến nói chuyện cho đỡ buồn. Mợ đừng ngại, lúc nào mợ buồn thì mợ cứ kêu tôi nói chuyện đi cho vui. Tôi nói chuyện vui dữ lắm, được không mợ? Thôi, nói chuyện với chị không có hấp dẫn, không có vui đâu. Thôi, chị lo cơm nước đi, chắc anh Hoàng tới rồi đó. Để tôi mở cửa cho. Dạ. Nói chuyện với tôi không có vui, không có hấp dẫn. Chắc tối nay hấp dẫn lắm mà nghe. Bộ anh định bỏ cho Dung ngồi một mình rồi chết luôn phải không? Anh đến lúc không có Kha ở nhà, anh ngại quá Dung à. Còn người ăn kẻ ở, người ta không hiểu sẽ dị nghị chết đó. Em không cần ai hiểu hết á, em hiểu em là được rồi. Anh ngồi đây nghe, em lấy bánh với coca rồi mình lên sân thượng thoải mái hơn hả? Thôi đi Dung, ngồi phòng khách được rồi mà. Không, em thích lên sân thượng hả? Trên đó thoải mái hơn nhiều. Ít khi nào em đi một mình lên sân thượng lắm. Đi anh. Dung à, anh nghĩ là chúng mình không nên gặp nhau như thế này nữa. Vì thế nào người ta cũng có những tiếng không hay. Xảy đến sự vô tình sẽ làm mất hạnh phúc gia đình em. Giữa chúng mình đâu có tình yêu mà anh lại sợ hay sao? Dung chỉ xem anh như người anh trong gia đình, chứ đâu phải người yêu hay một người tình. Nên em không hổn thẹn lương tâm mình. Em chỉ xem anh như một người bạn mà thôi. Dung mà, nhưng chúng ta quan hệ gặp gỡ như thế này, mình sẽ bị xã hội chế cười. Hai người này không thành thật với nhau. Em sống riêng em nên em không cần dư luận. Người ta có sầm thì và có nghĩ xấu cho em thì nói thật có gì đâu em phải sợ. Nếu thích thì em cũng có quyền yêu. Anh khuyên em đừng có nên sống lãng mạn quá như vậy. Anh Hoàng, em khát khao tình yêu, em khát khao sự âu yếm. Em muốn có một người chồng cùng em đuổi trao tâm sự. Còn Kha thì tối ngày chỉ nghĩ đến thương trường và danh dự, nên đã bỏ phí tình yêu, không chiều không chuộng, không mơn trớn vuốt ve người vợ lúc đêm về. Sự buồn tẻ cô đơn khi thấy vắng lặng tư bề. Ăn ngon mặc đẹp Kha đáp ứng đủ đầy vật chất. Ngoài ra Kha không cần quan tâm gì đến sự thật của niềm vui. Kha xem em như là một trẻ con. Kha cho em là con người phù phiếm không cần tình cảm. Những thực cảnh đó nó tự đưa đến tâm hồn thêm ảm đạm. Vì lẽ mà em muốn có một người yêu hơn là có một người chồng. Dung à, có lẽ anh phải về thôi Dung à. Anh Hoàng, anh nỡ bỏ em giữa lúc em cô đơn như vậy sao? Anh không thể làm gì cho em bớt cô đơn được. Và tốt hơn hết, mình đừng nên tiến xa hơn nữa. Bởi vì anh sợ. Anh không sợ gì cả.
Trong những lúc vắng Kha, em cần có anh, để em được nghĩ là còn có Kha bên cạnh. Không, Dung mà, mình nên né tránh, đừng nên để trợt chân rớt xuống vực thẳm tình yêu em à. Anh Hoàng, em không thể chịu đựng được sự cô đơn. Anh có hiểu không? Dương, anh xin lỗi em. Em có lỗi với anh Kha biết bao nhiêu. Làm sao đây anh? Dung, em đừng nói gì nữa cả. Anh nghe mình ngất ngây trong hạnh phúc. Bây giờ anh chỉ biết có em thôi. Kể từ giờ phút này, anh cảm thấy không thể nào sống thiếu em được. Dung, em có yêu anh không? Em chưa thấy mình yêu anh. Hả? Em chỉ thấy đam mê anh thôi. Anh Hoàng, anh là người đàn ông tuyệt vời mà em chưa từng biết. Yếu tố đó có đủ cho em yêu anh chưa Mộng Dung? Không, em không yêu anh. Và có lẽ không bao giờ em yêu anh. Em vẫn yêu Kha vô cùng. Những phút giây vừa rồi, Em nghĩ chỉ là mình đang gần gũi với Kha thôi. Tha lỗi cho em, vì em đã làm cho anh thất vọng. Dù anh cảm ơn em. Em đã cho đời anh một hương vị của tình yêu. Cái yêu vừa rồi là cái yêu tội lỗi anh à. Dù biết rằng anh không được em yêu, nhưng anh vẫn cảm thấy mình có hạnh phúc. Anh rất sẵn sàng sống tất cả vì em, vì sự bộc phát trong tim anh. Hoàng ơi, hai ta đều có tội, tội ngoại tình đã dành sẵn cho em. Còn anh là người mang tội phản bạn. Trời ơi, một phút giây em không kềm chế nổi, nên em phải khổ đau và ân hận một đời. Dung mà, tình yêu đâu thể nói bằng lời. Em tặng anh giây phút tuyệt vời, kể từ bây giờ anh không thể sống thiếu em. Hoàng ơi, trong phút giây bồng một tim mình, em đã mang tội phản tình. Thôi, hai đứa mình nên chấm dứt với nhau. Trời ơi, như vậy là chết rồi cậu Kha ơi. Mợ ơi, mợ, bộ mợ không ăn cơm hả mợ? Tôi đây. Mợ biểu tôi nấu lagu mà sao mợ không ăn hả mợ? Anh Hoàng ảnh ngại, ảnh không có ăn đâu. Chắc cậu ấy ăn bánh ngọt no rồi chứ gì. Thôi, để tôi về nghe Dung. Chào chị nha.
Tư. Ủa, cậu Kha, trời ơi, làm cho cậu mấy năm nay lần đầu tiên tôi mới thấy cậu xuống bếp đó. Chị Tư à, ngồi đi chị. Khoan, để tôi bớt lửa để cơm nó khét cậu. Có chi không cậu? Hôm nay tôi có việc muốn hỏi riêng chị. Cậu hỏi tôi chuyện gì? Chuyện này tôi yêu cầu chị đừng nói cho ai nghe. Cậu cứ nói đi. Tuy tôi là người ở, nhưng mà tôi thương cậu lắm cậu Kha. Chị Tư à, chị là người luôn luôn ở trong nhà. Chị có biết trước nay trong nhà mình đã xảy ra cái chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì? Cậu nói đi. Coi đúng ý của tôi là tôi nói cho cậu nghe liền nè. Tôi muốn hỏi việc đi đứng của Mộng Dung. Tôi... Sao chị? Tôi là tôi tớ ở trong nhà. Tôi nói thiệt với cậu á, tôi thấy đâu à tôi để đó à. Tôi không hề muốn bơi móc việc của chủ làm gì. Mặc dù là tôi thương cậu nhiều lắm. Cậu Kha ơi, trong những chuyến đi của cậu gia đình thật là rối rắm. Bức tường ái ân dù cậu cũng lời ngăn cấm, những ngọn lửa con tim bừng cháy thì họ bất chấp dư luận và họ không ai nay trong lòng. Nếu con nước cứ trôi và trôi mãi xuôi dòng thì cuộc đời đâu có xảy ra những chuyện đau lòng xót dạ, nhất là người đàn bà không dằn được nỗi cô đơn. Cậu ơi, tuy tôi là người ở nhưng tôi thương cậu biết bao nhiêu. Cậu hãy bình tĩnh mà nghe tôi kể trước sau ngoài lẻ. Mở tường thang của chồng mà mở vẫn cô đơn quạnh quẻ, nên giây phút thiếu nghĩ suy mở bán rẻ tâm hồn. Trời ơi, sự nghiệp này tôi dựng cho ai đây? Cha mẹ không còn, tôi chỉ bù đầu lo cho vợ con có tương lai hạnh phúc thôi. Cậu ơi, cậu hãy bình tĩnh. Ngày cậu đi xa, tâm trí cậu tập trung vào chuyện làm ăn với người ta. Cậu đâu có nghĩ chi nơi chốn quê nhà. Cậu cũng không lường được tâm tánh của đàn bà. Cậu ơi, đàn ông mà thay lòng đổi dạ cũng không bằng đàn bà mà họ muốn sang ngang nha cậu. Vật chất kim tiền tuy cậu rất giàu sang, nhưng cậu không ngăn được trái tim khi họ muốn lăn loàn phản bội. Tôi là người ở, cậu cũng đừng tin tôi quá dội. Mà cậu hãy nghe ngóng bên ngoài rồi cậu hãy kết tội mở ra cậu. Cậu ơi, chỉ một lần thôi xin cậu hãy thứ tha. Có khi mở vẫn thương cậu nhưng cậu thiếu mặn mà âu yếm. Ở với cậu mấy năm tôi thấy gia đình với cậu rất hiếm, nên tôi sợ hạnh phúc vỡ tan sẽ không kiếm được trong đời. Trời ơi, dung bồi hạnh phúc, gây dựng tương lai, thật hoài công. Cậu à, dù sao thì tôi cũng là người ngoại cuộc, là khách quan thôi cậu à. Cậu nên tha thứ và săn sóc chú ý mở dung nhiều hơn. Khi thiếu vắng người đàn ông, người đàn bà nhẹ dạ non lòng dễ sa ngã vào sự quyến rũ ngọt ngào của kẻ khác lắm cậu ơi. Tôi cảm ơn chị vô cùng. Tôi hứa sẽ thật bình tĩnh và chín chắn để xử sự trong vấn đề này. Thôi, tôi đi nghỉ nghe chị Tư. Mộng Dung. Anh Quang, không có Kha ở nhà, anh đừng có đến đây nữa.
sao anh không để cho Dung yên thân vậy? Anh muốn gặp em một chút cho đỡ nhớ. Anh không thể nào quên Dung được. Dung à, cho anh được phép thỉnh thoảng gặp em nghe Dung. Không, anh Hoàng à, em không có muốn gặp anh nữa đâu. Dung, sao em nói như vậy? Em không còn nhớ gì cả sao Dung? Còn anh, anh vẫn nhớ những cảm giác của đêm hôm mi nào khi gần gũi với em. Tâm hồn anh em chim như hết, anh khao khát được thêm một lần để cùng em đỡ phần thương nhớ. Anh Hoàng, em gian anh quên em đi vì phút giây. Được một phút bên em thôi. Em chưa hề yêu anh, xin anh hãy hiểu giùm. Vì khát vọng điên cuồng mà em tội lỗi với Kha. Giờ đây em không muốn mất Kha, em sợ đốn vỡ gia đình. Anh Hoàng xin anh hãy buông tha. Anh về đi. Em gian anh về đi mà. Em hứa gặp anh một lần nữa thôi, rồi mình chia tay vĩnh viễn. Lần nữa? Mà chừng nào hả em? Chừng nào Kha đi xa, anh gọi điện thoại cho em. Chừng nào Kha đi xa, em gọi điện thoại cho anh phải không? Được, anh về đây, anh về nghe. Được rồi, mở lên lầu nghỉ đi. Cậu Kha, tôi muốn nói chuyện này cho cậu nghe nha. Chuyện gì vậy chị Tư? Họ hẹn khi nào cậu đi xa, họ sẽ tái diễn tuồng cũ nữa. Vậy à? Cảm ơn chị Tư, tôi sẽ có cách. Thôi, để tôi lên lầu với Dung. Anh mới về hả? Em. Ôi, lại có chuyện phải đi gấp ra Quy Nhơn nữa đây. Bộ anh hết thương em sao mà đi hoài vậy hả? Em à, tàu đã cập bến cảng Quy Nhơn, anh phải ra đó đi nhận hàng. Anh đi rồi chừng bao nhiêu ngày? Rồi chừng nào mới đi? Có lẽ anh đi ngay bây giờ. Tối nay anh ngủ ở Nha Trang. Anh đi khoảng 3-4 ngày thôi em à. Anh đi cái gì mà anh đi hoài hả? Anh hứa với em, anh đi chuyến này nữa thôi. Sao có gì anh sẽ nhờ anh Hoàng đi hộ giùm cho anh. Anh nói thiệt hả? Coi kìa, hồi đó giờ anh có nói dối em gì không? Chị Tư ơi, mở cổng giùm tôi nghe chị Tư. Dạ tôi mở đây cậu ơi. Anh đi nghe cưng. Alo, tôi Hoàng đây. Ủa, anh Kha hả? Hiện giờ anh đang ở đâu vậy? Tôi đang đi trên đường ra Nha Trang đây. Ủa, anh đi đâu ngoài đó? Điện báo gấp là tàu đã cập bến Quy Nhơn. Tôi phải đi gấp nhận hàng nên không kịp báo cho anh biết. Ở nhà có gì nhờ anh sắp xếp giùm nha. Anh khỏi lo, cũng như mọi lần thôi. Cảm ơn nha, thôi ha. Chào anh. Kha đã đi xa rồi, phải điện liền cho Dung mới được. Alo, Dung đó hả? Kha đã đi xa rồi, anh đến với em ngay nha. Nhưng mà một lần nữa thôi nha. Chị Tư à? Dạ. Chị đi chợ mua giùm tôi một chút trái cây đi chị. Dạ mua bơm hả mợ? Anh Hoàng à, em sợ lắm. Anh đừng bao giờ đến đây nữa nghe. Dung, có gì đâu phải sợ em. Anh đến đây nói chuyện với em một chút xíu thôi à.
Rồi Hoàng... sau đó em à, rồi sau đó anh sẽ đi về, có gì mà em quá ngại lo. Anh hứa sẽ không xúc phạm đến như em, gặp nhau đây là lần sau cùng. Rồi anh sẽ ra đi, chắc là chính biệt, vì anh không chấp nhận cuộc đời quá nghiệt. Anh Hoàng à, anh định sẽ đi đâu mà nói câu nghe qua chán đời. Anh đi để quên đi đời và để quên tất cả, để không ám ảnh trong lòng những buồn đau dài dứt. Thà sống cô đơn mà con tim không bị rạn nứt. Anh biết mình là áng mây đen làm đục bầu trời hạnh phúc của Dung. Dung à, mình lên phòng nói chuyện cho kín đáo hơn nghe Dung. Thôi anh à, ở đây nói chuyện được rồi. Dung, chiều anh lần cuối đi em. Nhưng mà em... Chỉ nói chuyện thôi mà. Anh Hoàng à, em... Không sao đâu, xong rồi cái anh về liền à. Em cũng có hứa với anh, cho anh một lần cuối mà phải không? Đi em. Dung ơi, anh yêu em vô cùng. Em có biết không, nhiều đêm anh không ngủ được, anh thao thức, anh nhớ tới em. Anh Quang, anh... anh là người tuyệt vời nhất. Mộng Dung! Anh Kha! Anh Kha ơi! Em có tội với anh. Anh giết em đi. Cô Giang Giang, cô đừng có thách tôi, tưởng tôi không dám giết cô sao? Tôi nghĩ đến con tôi không dạy đi tù chuyện ngu ngốc như vậy. Một con đàn bà như cô không đáng cho tôi hy sinh. Anh Kha, thật tình, em quá ngu dại, tâm tánh này lạc lòng. Cô câm đi, giờ phút này cô giam thốt ra câu trở trẻn đó sao? Kha ơi, em xin gian lại, Kha hãy thứ tha cho sự nhục nhã của em. Cô lấy nó vì tiền hay vì tình yêu? Nè, cô phải trả lời thành thật với tôi. Xin anh chớ vội để cho em thú tội. Hãy nói mau đi, cô vì tiền bạc hay là cô vì dục vọng? Nói. Anh Kha, anh hãy tha tội cho em. Chỉ vì, chỉ vì một phút yếu lòng không kiềm chế được bản thân mà em đã rơi vào hố sâu tội lỗi. Được rồi, yếu lòng. Từ đây cô sẽ được toại nguyện. Hoàng, mày hãy đi cho khuất mắt của tao. Cắt đường đi đi. Đi đi mà tự do. Mày là một thằng bạn thân nhất của tao, nên tao mới đưa mày về cân nhắc địa vị vững chắc. Bây giờ mày nở. Trời ơi. Đi đi. Đi đi. Sao cô lại quỳ trước cửa phòng tôi vậy? Em đã quỳ sát đêm nay để cầu mong anh tha tội cho em. Vậy à? Nếu đêm nay cô không có ngủ thì bây giờ cô ngủ đi. Tôi phải đi làm việc liền ngay bây giờ. Anh Kha! Anh Kha!